Tính tiền em ơi. Dạ. Dạ, của anh hết 55 ngàn. Cảm ơn anh. Bảo là cái menu có nghĩa là cái biểu đồ ẩm thực kèm theo giá tiền. Hả? Là thực đơn hả chị? À ừ, đó là cái thực đơn này. Dạ, dạ, đây chị ơi, chị ăn gì chị ơi? Wow. Dạ. Nhiều món nha. Dạ vâng. Ờ, ở cửa hàng mình thì cái gì là bán chạy nhất em? Dạ, có bún thang một buổi sáng chị. Một tô bún thang với tinh hoa ẩm thực của người Tràng An. Thơm ngon khó cưỡng. Ô, vậy hả? Dạ. Cho chị một tô. Dạ vâng. Lên món. Dạ em gửi chị. Cảm ơn em nha. Em định phán xét thì chị à? À dạ không ạ, à, chúc chị ngon miệng ạ. Quản lý đâu? Dạ có chuyện gì vậy chị ơi? Gọi quản lý ra đây. Các người nghĩ là các người đủ đẳng cấp để ngồi đây nói chuyện với Tina này á? Chị với chị không có đủ đẳng cấp nói chuyện ấy. Mày đó. Gọi quản lý ra đây. Nhanh. Dạ chị thông cảm đấy, tụi em làm gì sai chị bỏ qua cho tụi em ạ. Chị mấy quản lý là anh đuổi việc hay tụi em tội nghiệp ạ? Tôi không có nhu cầu quan tâm đến đời tư của bất kỳ ai. Gọi quản lý lên đây cho tôi. Là tôi đây. Có chuyện gì? Chị là quản lý ở đây á? Chứ không lẽ cái quảng trường. Ủa? Quý khách tìm tôi có chuyện gì? Ha, hay là hai cái nhân viên của tôi làm quý khách không vừa lòng hả? Không. Hay là đồ ăn có vấn đề? Không. Hay là quý khách tới đây order món xong rồi phát hiện quên đem tiền? Không. Chứ có chuyện gì? Dạ em đến đây xin việc chị ạ. À, cho tôi uống đặc biệt. Dạ. Không, không, không. Dạ em đến đây là để em xin việc chứ không phải là tôi uống đặc biệt. À em đang ăn kiêng hả? Ủa, tôi đặc biệt ít bún. Dạ. Dạ không. Dạ em đến đây là để em xin việc mà chị, chứ không phải là ăn kiêng ăn kiếc gì hết á. Hiểu em không ạ? Ừ, hiểu chị ạ. Lãng tay chị ở mẹ nhà đi. Chị đến đây chị có hạnh hoẹ, chị nghe không rõ rồi chị lại làm người khác khổ đau vì chị không thấy mệt mỏi à chị? Mà xin lỗi em ơi, chị luôn luôn lắng nghe, nhưng mà không phải ai chị cũng thấu hiểu. Còn em á hả? Vô đây xin việc thì nói mẹ đi. Trời ơi, vô đây làm giọng mẹ à? Trời ơi, ai làm giọng mẹ chị? Trước khi người ta xin vào bất cứ một cái cơ quan đoàn thể nào thì người ta phải tìm hiểu từ ngoài vào bên trong xem cái cơ cấu bộ máy làm việc của nó có minh bạch từ tầng trên cho đến tầng dưới cho các cái khâu bộ phận khác nhau không thì mới vào mà làm được, chứ có phải là vớ vẩn đâu mà chị nói như thế. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiêu thì mưu thì của em ơi. Mental, còn beauty là trà sữa. Trời ơi, trà sữa mà bỏ cái tóc bình luôn ngon lắm chị. Mày. Dạ. Thì im hết đi.
thì người ta phải tìm hiểu kỹ càng chứ, bây giờ lao vào đây làm xong rồi gặp cái loại quản lý mà cô hồn cát đảng, sợ bỏ xừ ai dám làm. Nè, kêu ai là quản lý cô hồn cát đảng? Kêu chị đó. Chị em, chị là cô hồn cát đảng hả? Đúng với chị. Chị kéo em theo. Chị kéo em theo luôn. Thôi chị đi mình đi. Ê, sao nói chị vậy? Em có nói chị đâu. Em vừa nói là quản lý cô hồn cát đảng, em nhìn thẳng cái mặt chị đó. Không thì chị là quản lý, em không nhìn vô mặt chị để em nhìn con chó con mèo ngoài đường hả chị? Thôi được rồi, em nói là em tới đây à, muốn xin việc cái gì? Dạ. Tại vì chị thấy em bước xuống xe hơi á thì cũng sang sang á, chắc là nhà em cũng khá giả. Là không chị, chị nhìn người kém quá à. Em là không bao giờ mà thuộc hàng khá được hết á chị. Em là hàng giàu hẳn luôn, thuộc cái hàng mà hạng gọi là giàu nhất Việt Nam luôn, mà giàu gọi là top luôn. À top, vậy là không phải boss. Top boss gì? Em không nằm trong cộng đồng của chị, xin chị. Rất là thẳng thắn thành thật, chị thích em. Nhưng chị ơi, đấy nó cũng là điểm yếu của em đó chị. Không, chị thấy đó là điểm mạnh của em đó. Chị hay quá, em thấy nó là điểm yếu thì em nhận thức nó là điểm yếu. Chị thấy nó là điểm mạnh thì chị nhận thức nó là điểm mạnh. Kệ mẹ chị, cái liên quan gì đến em, chị cứ phải áp đặt cái suy nghĩ của chị lên em. Rất là cá tính, chị thích. Nhà tại sao em lại đến quán chị xin việc vậy? Tại quán chị tuyển người. Có tuyển không? Có chị tuyển. Chị có tuyển không? Có, chị đang đó. Vậy thì bây giờ chị sẽ phỏng vấn em một vài câu hỏi nha. Dạ hỏi đi chị. Bình thường em hay làm cái gì? Ngủ. Không, ý là lúc mà không ngủ em làm cái gì á? Thức. Không, ý là trước khi mà đến quán chị xin việc em làm ở đâu? Làm chỗ khác. Bây giờ mình hỏi gì những cái câu hỏi ở quán đi ha. Khi mà chị tuyển em vô đây á thì em sẽ làm bưng bê phục vụ, nhưng mà ngoài ra thì em còn lặt rau nè, em còn bóc bún nè, em còn đi giao thức ăn nè. Em có thấy cực không? Chị thấy cực không? Cực. Cực thì là cực chứ còn gì nữa hả mẹ? Mẹ thấy cực thì cả thế giới này, cả thiên hạ này thấy cực. Thế hỏi cái gì? Hỏi linh ta linh tinh. Bây giờ hỏi là hỏi lương bao nhiêu? Có lương tháng thứ 13 hay không? Chế độ đãi ngộ nó như thế nào? Em nhiều khi không hình dung được nha. Không thể hình dung được một cái thể loại người như thế này. Không được đẹp rồi. Thì người ta phải có cái học thức. Mà học thức cỡ này mà được tuyển vào một cái quán bún to đẹp như này để làm quản lý thì thực sự chưa hiểu. Khúc này thực sự chưa hiểu. Cảm ơn em nha. Nhờ em nhắc chị mới nhớ chị là quản lý á. Không có gì đâu chị. Chị nhận thức được cái mặt tối của con người chị là em cũng mừng cho chị á. Thì bao giờ đi làm ạ? Ngay bây giờ. Thôi đi, bận chết thì được, nay có lịch rồi, mai làm đi. Ngay bây giờ mày ra khỏi quán tao chứ không tao đá vô cái giới thường thở của mày đó. Đừng chị ơi, chị đừng làm như thế chị ơi. Trời ơi. Chuyện gì màu nào đấy hả Nhân? Dạ, tụi em chào anh chủ. Em có sao không? Em không sao. Tại sao quán đang đông khách mà làm gì mà sùm hết cả lên thế hả Nhận? Đâu có, anh quỷ đến đây quậy nè anh. Chị ơi, em xin chị, chị đừng có đơm đặt những điều không có thật như thế. Em thấy là quán mình đang tuyển người, em cần một công việc. Nhưng nếu vì cái sự ngu dốt hiểu lầm của em thì em xin phép. Tại sao đang yên đang lành thì như thế này lại đánh người ta? Thế nhà mình tuyển đủ hết nhân sự rồi à? Dạ, thiếu. Thiếu tại sao bạn đến đây ứng tuyển mà em lại không nhận? Anh ơi, em thấy nó không có tố chất. Là sao? Tóc tai thì lượm thượm, quần áo thì mắc tiền, phong thái thì tiểu thư. Lúc nào cũng từ từ chậm chậm, sao mà bưng bê phục vụ được? Chị à, em nghĩ rằng chúng ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Em sẵn sàng thay đổi tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Ngoài việc em có thể đảm nhiệm tốt vai trò một người phục vụ, em còn có khả năng làm hài lòng và gây thiện cảm tất cả các khách hàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Thank you. Cô làm được tôi cười. Ngay từ lúc mà cô bước vô đây á là tôi đã thấy ghét cô rồi. Nhát. Em tự tin như thế là tốt. Em thấy là ở quán của anh đang có khách. Em làm như thế nào để gây được thiện cảm với tất cả các vị khách đang có mặt tại đây? Anh sẵn sàng nhận em luôn. Thật hả anh? Em có 15 phút. Em không cần đến 15 phút. Em chỉ cần 3 phút thôi ạ. Everybody hands up. Căng cực, căng cực, căng cực. Căng cực, căng cực, căng cực. Mọi người ơi, ngày hôm nay nếu mà mọi người ăn chưa no,
được nhận vào đây làm, em sẽ mời hết. Được rồi. Lấy thêm 2-3 tô ra nữa đi ạ. À. Xin mời mọi người. Anh nhận em vào làm, quá xuất sắc. Oh, em cảm ơn anh. Tina, sao bữa nay đi sớm vậy em? Đâu, không có đi sớm đâu. Bữa nay là còn dậy muộn cơ. Lúc mà dậy em mồm thối ra, có kịp đánh răng đâu. Lao thẳng đến đây luôn chị ạ. Cho nên là em bị trễ 15 phút, xin lỗi chị. Đâu, chị thấy em đâu có trễ đâu. Chị thấy em nên là 9 giờ, 10 giờ tới là hợp lý. Ủa chị? Thế là nhân viên quán mình là ngày nào cũng ngủ phơi thây lên đến 90 giờ mới đến á? Đâu có em. Nhân viên thì 6 rưỡi 7 giờ tới. Còn làm chủ thì 9 giờ, 10 giờ lết xác tới. Chị đang giỡn hả? Không. Không giỡn thì vô duyên, mà giỡn thì hơi không vui nha chị. Trời đất ơi, em đã lấy anh Thành đâu mà chị bảo em là chủ là sao trời? Chứ cái nết của em chị tưởng là chủ không đó. Trời đất ơi, làm ơn, làm nhân viên phục vụ á thì biết điều đi, biết bổn phận trách nhiệm của mình ở đâu ha. Anh Thành ảnh tuyển cô vô đây, nhưng mà cô không làm đúng trách nhiệm bổn phận là tôi đuổi cô nha. Chừng nào có trách nhiệm có bổn phận đi, mà chưa đạt được tới cái trách nhiệm cái bổn phận đó, mà cái bổn phận đó mình làm quá dư thừa hoặc là quá bị thiếu thốn trong cái bổn phận được giao mà từ cấp trên đổ xuống cho mình đó, thì chị hắn nói với em như thế. Trước đây chưa có giao cái việc gì, bây giờ chị giao việc đi. Bây giờ tôi tuyển cô vô đây làm cái gì? Phục vụ đi trà toilet liền. Ủa, alo, sao phục vụ đi trà toilet là sao? Khỏi đi. Toilet á là tôi trà xong xuôi hết rồi. Cô chắc chưa? Công nhận toilet sạch ghê luôn đó. Hiểu chưa? Rồi toilet sạch rồi, chị muốn em làm gì nào? Ra sau bếp rửa tô đi. Né rồi. Cô ơi là cô. Cái gì? Để Tina làm cho quen việc. Cô quen thì kiếm cái khác làm, cái này tôi rửa xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ ra ngoài mình phơi nắng nữa là xong. Xịt cái gì? Ủa sao chị hay vậy quá à? Bây giờ tô chén rửa xong rồi đó, bây giờ em làm việc gì đây? Chị nghĩ là cái việc em nên làm đó là làm khinh. Ủa làm sao? Thế tự nhiên trước khi đến đây xin việc thì người bình thường đến đây xong rồi liệt à? Em ơi, bây giờ em làm ơn em đảo mắt một vòng quanh quán dòm giùm chị đi. Người ta nói là mỗi cây mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi hoa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình học dốt văn thì mình đừng thể hiện ra là mình học quá dốt như vậy. Người ta đánh giá cả gia đình của mình đó. Tóm lại với cái quán như vậy là hai nhân viên với một quản lý là rất là vừa vặn, rất là fitness rồi, hiểu không? Không có fitness gì hết đó, fitness là phòng gym chị. Tóm lại chị nói là với cái quán mà như vậy thì số lượng nhân viên đã quá đủ rồi. Em tới đây nó bị dư ra. Mày kiếm công việc khác mà mày làm đi. Thôi nói chung không có dư gì hết á. Chị thấy không, mọi người mà làm quá trời làm luôn, lu bu từ sáng đến giờ bao nhiêu việc, sao chị không cho em vào phục vụ đi? Hồi nào giờ nè. Mọi người ơi, ở đây làm có mệt không? Dạ không. Ở đây làm có cực không? Dạ không. Ở đây có khó chịu không? Dạ. Rất khó chịu. Dạ chào quý khách, có chuyện gì vậy quý khách? Cô nói quán này đủ người phục vụ, nhưng mà từ khi tôi bước vô đây, cô lo cô ức hiếp cô gái này. Tới khi mà cô phát hiện ra vợ chồng tôi ở đây, có ai phục vụ tôi đâu. Thôi hai người đi về đi mà. Ủa cái gì tôi diễn đuổi khách vậy? Hai người này không phải là khách, đi về. Khó khăn lắm mới tới được đây, về sao được. Hiểu rồi. Từ lúc mà cô bước vô cái quán này mặc đồ sang trọng, cô tôi hiểu rồi. Hả? Nhà không có khá giả, nhà nghèo, xong rồi xe xua quần này áo nọ đi mượn tiền phải không, đi vay nặng lãi. Xong rồi bữa nay á, người ta đến người ta đòi nợ phải không, đến quán quậy phải không. Nè, xin lỗi cô chú nha, đây á là chưa phải nhân viên chính thức của quán con,
muốn đòi tiền á về nhà cổ đòi nha, đừng có quậy quán con giùm, cảm ơn. Tôi thích tới đây đó rồi sao? Chúng tôi không tới đây thì làm sao bắt chính quả tang vụ ăn hiếp người ta? À, hiểu lần hai rồi. Cá mè một ký, cá mè một lứa. Nếu mà văn thơ mình không được tốt mình bớt văn lại. Một lứa tầm ký mày. Tấm này là đồng bọn. Đồng bọn hết ba người chứ gì. Bảo vệ đâu, bảo vệ. Ê, các người tính làm gì đó? Ê nè, luật pháp nghiêm minh lắm nha, sẽ bảo vệ những người lương thiện như tôi. Hả? Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lana. Tôi tới đây để coi con gái tôi ngày đầu tiên đi làm như thế nào, có thuận lợi không? Coi chừng cũng không được thuận lợi cho lắm, đúng không? Cục cưng của mẹ. Con gái chủ tịch. Đồ ăn quán con có hợp khẩu vị hai bác không ạ? Cũng được. Nhưng nó không giống như ở Hà Nội tôi đã từng ăn, nhưng cũng không tệ. Tôi thì thấy món ăn ở đây không đến lỗi tệ. Nhưng mà cái tệ á, đó là cách cư xử và thái độ của nhân viên trong quán với nhau đó. Chắc là có điều gì hiểu nhầm thôi bác. Tina mới đến đây làm nên nhận muốn em có thể học hỏi và trao dồi thêm kinh nghiệm. Nếu mà có gì không phải, hy vọng hai bác bỏ qua ạ. Tôi thì không thấy vậy. Tôi thấy rõ ràng á là cô ta muốn đuổi con gái tôi. Chứ nhân viên ở quán á, người ta chạy mệt còn không kịp thở đó. Dạ thưa hai bác, không phải là con ghét em Tina, mà là con thấy em không có phù hợp với lại cái công việc này. Đó, thì ngày hôm nay á là sự hiện diện của hai bác ngồi đây thì càng củng cố cho cái luận điểm của con là em không phù hợp ạ. Em sinh ra trong một gia đình quá giàu có đi, hai bác lại là người có địa vị nữa, thì con nghĩ là cái vị trí phục vụ thì không hợp đâu ạ. Ê, mình nhường lại cho những người mà cần hơn, những người mà không có điều kiện thì thích hợp hơn ạ. Tôi vẫn nói với con gái tôi những điều đó đó. Nhưng mà con bé nhà tôi á, nó lại không thích dựa dẫm vô cha mẹ, mà nó chỉ muốn ra đời để học hỏi, cũng như tích góp kinh nghiệm, rồi hiểu được nhân tình thế thái như thế nào. Sau này nó về nó quản lý công ty của tôi. Hai vợ chồng tôi á, chỉ có một mình nó, mà thấy nó bị người ta ăn hiếp á, cũng xót lắm chứ. Có ai sinh ra ở vạch đích mà lùi về vạch xuất phát đâu. Nếu Tina đã lựa chọn quán con để hỏi thêm kinh nghiệm thì bọn con sẽ sẵn sàng giúp đỡ em. Tôi nhìn thấy cậu á là tôi yên tâm rồi, chứ không phải như cô kia. Cậu tuổi nhỏ tài cao, cậu còn nhỏ mà còn biết á là tạo dựng cái thương hiệu này, cũng như là cậu giới thiệu cái món ăn độc đáo của quê hương. Tôi đang có một dự án xuất khẩu bên Đông Nam Á. Tôi muốn đưa cái bún thang này cũng như là thương hiệu một buổi sáng vào danh mục sẽ phát triển. Nếu mà tôi đệ trình lên hội đồng quản trị chấp nhận á thì mình sẽ có dịp hợp tác với nhau. Dạ nhất trí ạ. Con cảm ơn bác. Cái ông này đi lo thăm con gái mà còn lo chuyện làm ăn nữa. Thôi bố mẹ, đây là chỗ con làm việc, bố mẹ đi về đi. Cậu có thể kêu hết nhân viên ở quán ra cho tôi gặp được không? Luôn cả những người mà đã ức hiếp con tôi nữa đó cậu. Dạ được bác ạ. Mấy đứa ơi. Dạ. Đang nhờ một chút. Tôi biết con gái tôi tới đây là làm phiền mọi người, nhưng xin mọi người đừng có khó chịu, mà hãy chịu khó giúp con tôi trở thành một người giỏi, một nhân viên giỏi, một bảo vệ giỏi và một tạp vụ giỏi. Ủa, vì là khen hay chê vậy? Muốn con nên chữ phải yêu lấy thầy. Ở đây mỗi người đều là một vị thầy của con tôi. Cho nên tôi có một món quà gửi đến mọi người, coi như để giúp mọi người làm việc tốt hơn. Dạ. Quý quá quá. Ủa, vậy là thiếu hả? Ông này ẩu ghê á. Tới đúng nhân vật quan trọng mà lại thiếu. À mà thôi, cô ta là quản lý chuyên nghiệp mà, thì đó là trách nhiệm và bổn phận của cô ta, thì đâu có quan tâm tới mấy cái vật chất phù phiếm này, đúng không cô? Nhân viên gương mẫu có khác á, có cô nhận làm quản lý cho cái quán này chắc cũng ổn với cậu Thành ha. Ổn lắm bác ạ.
nhận theo con từ lúc mới mở quán đến bây giờ. Cánh tay phải đắc lực của con đấy bác. Thế là từ bây giờ anh có cả Tina sẽ là cánh tay trái đắc lực của anh nữa. Vậy là hổ bọc thêm cánh ha. Suốt cả ná rồi. Sao? Mấy em có thấy là dạo gần đây là trong quán mình có hiện tượng gì kỳ lạ không? Quán mình hả? Có. Trời, em thấy mặt chị hơi sình nha. Ê, có chuyện bị thận đó. Ồ, nói mới để ý nha, hơi sình thiệt nha. Ê, cái này giống như kiểu giai đoạn cuối á. Mấy đứa bay giống như là trù tao chết xong lên nắm quyền á sao á. Thấy cái gì không? Nếu mà không phải là cái đó thì ý của chị là có phải là từ khi cái bà Tina xuất hiện là quán thay đổi liền? Coi như là em có mắt. Nãy giờ đó giờ đem đuôi. Rồi sao nữa kể nè. Hồi trước á, bà Tina chưa xuất hiện nha. Trời ơi, chị giống như là bóng mẹ gì đó, chị mùa hè đầu hả? Ngồi trên đầu trên cổ tụi em. Trời ơi, mà từ khi mà Tina xuất hiện nha, giữa hai bà như hai con sư tử cái gì đó. À không, sư tử đá. Mà không biết đâu. Hai bà cái gì đâu mà nó bự. Cứ quản con gái đó. Cái gì nữa vậy? Con gái đâu có bự vậy? Hài hả? Giỡn hay vui? Hay là nghỉ công việc này đi thi thách thức danh hài đi. Hai đứa em đăng ký rồi. Đăng ký thi rồi. Biết chị không? Mà hai đứa em dự định nha, nổi tiếng một cái là cho chị gia liền. Cho chị gia là em. Gia gì vậy em? Dạ con trâu, hai đứa em leo lên cưỡi. Cưỡi luôn. Mà trâu có sừng không? Có, nó có sừng thì chị không em lòi ruột luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ý chị nói cái hiện tượng kỳ lạ đó là quán mình tự nhiên doanh thu đi xuống, tự nhiên không có khách. Nó ghê không? Giờ không kìa, nó vô nó quắc kìa. Ừ ha, chị nói mới để ý á, bình thường giờ này là mình chạy không kịp rồi. Giờ này có một bàn rồi. Không phải đâu, tao không mua xăng đường nên tao không đi ra đường đó chị. Em bậy, chị thấy là không có chuyện trùng hợp như vậy đâu em. Hồi chị còn nhỏ đó, chị nói, mẹ chị nói là trong cái quán mình mà đang bán nha, đang bán đắt hàng á, có người bước vô mà làm cái quán mà ế ẩm đó, là cái người đó bị nặng bóng vía. Một là nặng bóng vía, hai là bị ám đó. Trời, chỉ có dông nhập ma ám mới âm trị vậy thôi. Đúng rồi, thật thật đáng nhập các bạn. Ai nhập vô mà nhập. Ê, hello mọi người, em mới đi xếp hàng về luôn á. Hôm qua mọi người nói là mọi người hay buồn mồm. Em thấy chuối chiên ngon quá, mua về cho mồm mọi người đỡ buồn. Thèm chuối chiên luôn nè, trời ơi, ngon quá à. Đừng có ăn. Ăn vô chết đó. Quên chị nhắc sao hả? Quên chị kể sao hả? Đó, thấy chưa? Một con nhỏ con gái mà lúc nào cũng vui vẻ 24/7 là có vấn đề. Trong khi làm phục vụ là sao? Làm mệt thấy mẹ luôn, tụi bay có mệt không? Mệt như chó. Nhưng mà chị biết sao? Cái ngưỡng người ta là cái ngưỡng già quên rồi hả? Ôi, ba mẹ người ta là đại gia, người ta đi làm cho vui. Chứ ai đâu mà cơm áo gạo tiền như chị em mình. Em ơi, vui thì vui một giây một lát thôi. Vui thì vui cũng từ từ hết vui. Mưa nào không tạnh đâu, này vui hoài với hoài. Vậy chị có dông nhập ma ám không? Ôi, làm nổi với gà luôn nè, nhập hoài. Tính tiền đi em ơi. Để em tính cho nha. Dạ, của chị một bát bún không đúng không ạ? Nhiều vậy? Dạ, 60.000. Dạ, cảm ơn ạ. Chị ơi, chị làm sao thế ạ? Chị ơi. Quán mình là vắng thật đấy nhở. Cứ cái đà này đói chết đi mất rồi. Có việc gì á gọi em nha, em ở trong kia nha. Ok,
chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy chị, thấy chị. Trời ơi, đi nghe nổi hết da gà luôn. Ê, bà còn nói nếu mà quán á không có khách đó là bà đói. Bà đói là bà ăn thịt người ta. Ê, có khi nào ăn thịt tụi mình luôn á. Chị ơi, chị. Mà cái tại người của chị nha, bà ăn bà no một tháng luôn. Này mình nấu ăn nữa. Dù sao chị? Chị làm gì vậy? Chị check camera ở đây nè. Chị nhớ chị lưu lại rồi. Đây nè. Cái bà hồi nãy đó, lúc mà bà vô quán mình á, bà tràn trề sinh lực luôn, thấy không, thấy không, thấy không? Đi tướng được khoan thai. Mà bước ra giờ kìa, thấy không? Xỉu lên xỉu xuống, cái đầu nỉa qua bên vậy nè, không còn một miếng sinh lực, giống như là có ma đang ngồi luôn vậy đó. Đây, khoan nè. Chị tìm lại camera của 3 ngày trước em coi nè. Tất cả các khách đến quán mình ai bước vô cũng vui vẻ hết, cũng tràn đầy sinh lực hết. 15 phút sau ăn mới ra thì giờ nè. Giống như có ma nhập vậy đó, đi cà điển, cà điển, cà điển. Không còn một chút sinh khí luôn. Cái đầu điểm của bên này chúng mình có ma ngồi lên vậy đó em. Rồi mày chưa hết. Đây, chị bấm. Tất cả khách luôn đều bị. Đây nè, cái bà này nè, cái cô này nè, cái chú này nè, đó em coi. Đó. Đi vô thì vui vẻ hòa đồng lắm nha. Đi ra nè. Ui chị. Giống như là zombie vậy đó. Trời ơi. Bá công an bắt bả đi. Cái này là chuyện tâm linh mà bá công an gì? Không có chứng cứ người ta bắt mày đó. Ba cái chuyện tâm linh này ha, chỉ có cách giải quyết. Chết rồi. Hả? Đem đi liệm đi. Chứ để đâu vừa mua á. Thầy ở cái miệng thầy á. Trời đất ơi trời. Ai quýnh mà chết. Tụi con chỉ mới bỏ miếng thuốc ngủ vô đồ ăn thôi. Mà con ngủ vậy á. Thì bây giờ á, tại tôi cũng lo. Tại tôi làm cái nghề lương thiện á, cho nên là sợ đụng tới pháp luật. Hả? Làm cái nghề lương thiện mà sợ đụng tới pháp luật. Trời ơi, bà già dưới quê không còn được gặp mặt nữa. Rầu ghê vậy. Thầy yên tâm đi. Con chỉ nhờ thầy qua đây á, trục cái dông ra khỏi nhỏ này nè. Để tụi con yên ổn làm ăn thôi. Có gì đâu. Thì giờ cái con nhỏ này nó dạy đi, tôi làm cho. Mà tôi nghi nha, con nhỏ này nó bị trúng ngã rồi. Trời đất ơi, ngã gì vậy thầy? Ngã ngú á. Ngã ngú là cái gì? Ngủ ngái. What? Không có ai xỉu mà ngái nhiều như nó hết trơn á. Nên là ngủ thôi. Chứ vậy phải không? Ừ. Có cách rồi. Tina. Tina. Wake up. Em ơi, dạ tiếp khách em ơi. Nhưng mà khách bảo đợi em. Cái gì đây? Gì đó? Chuyện gì xảy ra đây? Có gì đâu? Gì vậy chị? Bình tĩnh. Bây giờ em đang bị ma nhập hiểu không? Nó đang hút hết cái sinh khí của em. Nó hút hết sinh khí quán ăn. Không có người đến quán ăn em hiểu không? Thầy làm lẹ đó, thầy làm không có đau gì hết hiểu không? Thầy làm rất là nhanh gọn lẹ, không đau, không để lại sẹo. Làm một cái là chiều nay đi làm lại được rồi. Bây giờ chỉ còn hạn chế ra đường, che nắng cho chị. Rồi cái gì mà như phun xăm chân mài vậy má? Trời ơi, thôi để yên đó, tôi làm cho. Em không có bị ma nhập gì hết á. Nếu mà chị cứ như thế này, em sẽ kiện chị ra pháp luật. Chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đây. Em ơi, không có một người điên nào tự nhận mình điên. Không có một người ngu nào biết mình ngu á. Để đi đi. Hai, làm đi thầy. Ra chưa? Không ra nữa cái con này, cái con này. Ra nữa. Ra chưa? Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Giữ lại đi. Trời ơi, cái con ma này nó mạnh quá. Chúng
chúng ta phải cùng nhau hợp sức lại tiêu diệt nó thôi. Chuyện gì vậy, mọi người dừng lại. Trời ơi, con nhỏ này để bị dông dông nó áo lên trên dông ra hết. Người này bị làm sao vậy bác sĩ? À, bị nhẹ thôi. Chỉ bị say bột ngọt, hay còn gọi là bị dướng bột ngọt á. Tại sao tôi lại mắc căn bệnh quá ác này vậy bác sĩ? Tôi còn sống được bao lâu? Trời đất ơi, anh làm cái gì mà nặng dữ vậy? Cái này là do cơ địa của mỗi người thôi, không có liên quan gì tới vấn đề sống chết ở đây đâu. À, do cơ địa chứ phải do ông địa. Nè, bây giờ á, uống nhiều nước với lại nghỉ ngơi một chút xíu là anh khỏe à. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Vậy thôi tôi về trước. Có gì nếu mà có trở nặng á, cứ liên hệ cho tôi nha. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Nhà bác sĩ ở đâu vậy? Trời đất ơi, cái gì mà đơn giản dữ vậy trời. Chứ chị còn muốn sao nữa? Hay là chị tiếp tục muốn trói tôi? Hả? Chị muốn đập con vong trong người tôi văng ra ngoài nữa để đến khi tôi chết rồi chị mới vừa lòng hả? Nhận ơi, anh nói thật là em càng ngày càng quá đáng đấy Nhận ạ. Anh biết là em muốn tốt cho quán, nhưng anh đã nói là gì? Khi một vấn đề xảy ra, điều em cần làm là tập trung giải quyết vấn đề, chứ không phải là em tìm cách để đổ lỗi cho mọi người như thế đâu. Anh ơi, tới giờ phút này mà anh chưa tin cô ta bị ma ám hả anh? Giải thích sao nè, em coi camera hết trơn rồi. Giải thích sao cái vụ mà khách tới đây rất nhiều, khi mà tới thì perfect, khi về thì bơ phờ, không bao giờ trở lại. Em coi camera hết rồi, giải thích đi. Thế sao em check camera mà em không check luôn cái lượt review của khách hàng trên fanpage của quán mình? Em có biết là khách để lại review của quán mình là gì không? Là ở thời điểm hiện tại quán nêm nếm gia vị quá nhiều, đặc biệt là bột ngọt. Ê chị ơi, chị ơi, chị sao thế ạ? Chị dựa vào đây, chị dựa vào đây. Chị thấy trong người thế nào ạ? Có khách rồi, chị để em. Chị đỡ rồi. Chị đỡ rồi à? Về được không ạ? Em là quản lý thì em phải có trách nhiệm sát sao vấn đề đấy chứ. Tại vì em thấy quá trùng hợp. Từ khi Tina vô tiệm của mình á là mọi thứ rối tung hết trơn à. Anh nói thật nhá, là cái sự ghen tị trong con người của em ý, nó đang làm em thiếu minh mẫn rồi đấy. Từ trước đến nay, công thức nêm nếm gia vị ở quán mình là gì? Luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên trên hàng đầu. Em biết phải bắt đầu từ đâu rồi đấy. Trúc Lan, gọi đầu bếp lên cho chị. Em xin lỗi anh. Em đừng có xin lỗi anh. Người mà em cần xin lỗi là Tina. Thôi, chị không cần phải xin lỗi đâu. Em biết là chị cũng không cố ý, cũng chỉ vì quán mà thôi. Lần sau rút kinh nghiệm là được. Thôi được rồi, để anh đưa em về nhà. Bao nhiêu này làm sao mà làm việc được nữa. Anh Thành ơi, trời ơi, khách gọi món quá trời. Em vào em kiếm mà không thấy đầu bếp nữa hết. Thấy cái tờ này không nè? Đưa đây tao chỉ coi. Chưa hết đâu, sẽ còn tiếp. Với tình hình kinh doanh hiện tại, tôi nghĩ là mình cần phải nghĩ ra hướng giải quyết mới. Tuy là chất lượng đồ ăn đã được cải thiện đáng kể, nhưng mà quán mình cũng đã bị mất đi một lượng khách hàng rất là lớn. Bây giờ tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Em và chị Lam có ý kiến. Con điên này, một thần kinh à, chị biết. Em nghĩ là hay là mình tổ chức đi chơi đi anh. Đâu đó xả stress đi. Mình đóng cửa vài ba hôm, mình về mình khai trương lại, đâu ai nhớ gì đâu. Con bé này mày điên à? Quán ăn mà mày cứ làm như kiểu là nghệ sĩ showbiz dính scandal ấy, mà nghỉ 2-3 bữa người ta quên, mình mà đóng cửa là quán dẹp tiệm luôn đấy em ạ. Em thì em thấy vậy, quán bún mình á, kinh doanh cũng lâu năm rồi, cũng có tiếng rồi. Người ta đến ăn rồi thì chắc chắn người ta sẽ đến ăn trở lại. Còn nếu mà người ta không đến ăn trở lại á, thì mình đón khách mới, hữu xạ tự nhiên hương thôi. Em ơi, thời đại bây giờ làm gì có hữu xạ tự nhiên hương hả em? Em nè. Một trong những yếu tố kinh doanh thành công của quán ăn đó chính là khách đến ăn rồi khách quay lại, chứ không phải là mình trông chờ vào lượng khách hàng mới đâu em. Điều đó chứng minh là gì? Là quán mình không có chất lượng, nhân viên phục vụ không tốt. Thế thôi. Em nghĩ là
mình đóng cửa. Hảo ý kiến rồi em. Trời đất ơi, ai cũng đang tìm cách cứu cái quán, còn em kêu đóng cửa. Trời ơi, chị xin phép cứu với đầu em 5 cái. Bất ngờ kêu anh chủ. Ý em sao? Ý em là mình chỉ đóng cửa trong vòng 1 ngày thôi, chứ không phải là mình đóng hết luôn. Mọi người hiểu không? Trong 1 ngày đó, mình sẽ phát bún từ thiện cho tất cả mọi người. Thì khi mà mọi người nhận được cái phần bún từ thiện đó, chúng ta giải quyết được 2 vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta có thể giải quyết được đó chính là mọi người sẽ tiếp nhận được cái việc chúng ta đã cải thiện chất lượng món ăn ở trong cái menu của chúng ta. Còn cái thứ hai chúng ta nhận được đó là tình cảm của khán giả. Break my heart. Đó thì em nghĩ là mọi người chắc chắn là rất là thích. Nhưng mà mình bán miễn phí hàng sao? Bù lại mình sẽ được rất nhiều thứ. Nhưng mà em thấy ở đây á, hay đấy. Từ trước đến nay thì quán mình cũng chưa có hoạt động từ thiện. Nhân cơ hội này, nhân đây thì cũng là một cái hoạt động để mình có thể giúp đỡ được mọi người khó khăn ở xung quanh luôn. Anh thấy ổn, mọi người thấy sao? Bán ế còn tăng ca nữa. Cứ yên tâm là tôi sẽ trả lương đầy đủ cho tất cả các nhân viên có mặt tại quán. Quá sức là ý nghĩa. Em thích dự án này quá. Được đó. Hôm nay một buổi sáng có một phần bún gửi tặng tới tất cả mọi người. Tất cả những ai có mặt ở đây đều có phần. Nên là mong cô chú anh chị xếp hàng gọn gàng, không chen lấn xô đẩy ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mọi người xếp hàng giùm em nha. Dạ, mọi người xếp hàng cũng có phần hết ạ. Rồi, nhận cho anh thìa đũa vào nhé. Một buổi sáng anh bán bún thang. Em còn đánh bỏng đấy. Tina đến như nàng thơ. Trời ơi. Cuộc đời anh chưa biết thao túng nó lành như thế nào. Nàng ra tay cho mọi người thấy ngay. Ôi cẩn thận, em ơi cẩn thận, mọi người Tina bây giờ. Quá sợ drama, quá sợ drama, cứu 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 tôi. Được như là mây che mát vẫn đi bầu trời, cuộc đời tôi thôi. Em là ai, từ đâu mà khiến tâm trí anh quay cuồng. Em là ai, làm cho cuộc sống thêm đau đầu. Anh cứ nhìn, nhìn em ăn mà lòng xuân sang. Anh rơi ngay vào vòng thao túng. Chị đứng lại. Oh my god. Bỏ xuống. Dạ, ông già đau. Bà bỏ đồ ăn xuống. Bà tính giải thư che mắt sánh hả? Bà tin tôi bẻ một cái gãi tay không? Ê, ê, chị nhặt, chị anh nói kiểu gì đấy? Không biết cái gì mà nói. Từ hồi nãy giờ cô cà cứng không à? Nhắc, em bỏ tay chị ra đi. Không, anh có biết gì không? Cái chị này nãy giờ lấy đồ của mình xong rồi tự xếp hàng trở lại. Lấy 4-5 lần rồi đó. Có đúng như thế không hả chị? Dạ phải. Thấy chưa? Còn bao nhiêu người người ta chưa lấy kìa. Đã nói rõ là mỗi người lấy một phần thôi. Sao bà tham lam dữ vậy bà? Ai cũng khổ chứ làm như có mình bà vậy đó. Để trả cái phần kia cho anh đi má ơi. Thôi mọi người ơi, mọi người bình tĩnh ạ. Chắc là có nỗi khổ ở trong nội tình thôi. Mọi người chờ một chút để em hỏi chị ấy nhá. Chị ơi, chị có nỗi khổ phải không? Có chuyện gì chị cứ chia sẻ ra nhá. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi lỗi lấy nhiều hơn. Tại nhà tôi có 4 người già mà họ không có thể lại lấy được. Cha mẹ tôi á chưa bao giờ ăn được món ngon bao giờ á. Ngày á thấy quán bún có món từ thiện này nè, mà nhà người nhà tôi rất thích cái món bún này nè, mà không có đợi lấy được, mà mỗi người chỉ lấy được có một phần thôi à, nên thành ra tôi phải đi lấy nhiều lần như vậy. Giờ tôi gửi lại cái phần này nè, tôi xin mọi người cho tôi xin 4 phần trước hồi nãy nha. Tôi đầu xin mọi người lấy cậu tôi xin hết rồi. Chị đứng dậy đi, không phải cầu xin cái gì hết á. Đây 4 phần của chị đây, chị về cho gia đình mình ăn nha. Lần sau có nỗi khổ gì thì mình cứ nói thì mọi người cũng sẽ hiểu thôi mà. Dạ tôi cảm ơn. Không sao đâu, chị đi thôi nhá. Dạ. Lần sau trước khi mà em nói cái gì ấy thì em phải điều tra cho nó rõ ràng vào. Em cứ hơi tí là ai em cũng muốn gây sự, ai em cũng muốn đánh nhau ấy. Người ta hoàn cảnh ngặt nghèo á, người ta mới làm vậy chứ bà ác mồm ác miệng lắm. Trời ơi, của cho không bằng cách cho. Người ta đâu có nói cái gì đâu mà đồ bẻ tay người ta. Thấy ghê vậy không à?
cũng tạm người với nhau. Có người á, ta nói chuyện ngọt ngào, dễ thương mấy nhiêu. Còn người, sao mà ở đâu có vậy? Mấy người mắc cười á, tôi nói mấy người cũng hùa theo. Dạ nhỏ ơi. Này nói mấy người cũng hùa theo. Đúng của mấy người, sai của mấy người. Dạ. Nghèo mà cũng lập trường. Ê mày nói gì vậy? Mày tách mày nói nữa mày có bớt là chơi không? Thất bảo. Ê mày ơi. Mày hả? Đừng làm đi mọi người ơi. Mọi người ơi. Đâu mà giờ này mãi cũng thấy quá nhở? Trời cậu, quán ăn mà cậu đòi thấy nhặn. Khách thấy là khách chạy đi luôn đó. Ôi trời ơi, cháu không phải là ruồi nhặn. Ý cháu hỏi là nhã nhặn đâu. À ha, đi bác sĩ khám bệnh rồi cho nên là hôm nay xin tới trễ. Khổ thân, hôm qua bị đánh tưng bừng khói lửa cả ra. Cái gì ăn bánh gì? Ý cháu là bị đánh. À bị đánh hả? Thì bị đánh là đúng rồi. Nhưng mà sao cô biết? Mà hôm trước cháu thấy cô hưởng ứng hơi bị tưng bừng lên đấy. Mà hôm qua từ thiện chẳng thấy cô đâu. Thì tôi ngủ quên. Nhưng mà tôi biết hết mọi thứ nha. Đây nè, ở trên mạng hả, người ta đăng hả quá trời luôn. Đây nè. Đi nè. Mày thấy ai? Sao lại như này được nhờ? Đó. Lỗi em tới đây nè. Ê con mẹ này đánh không mẹ? Đánh người cho tụi nè. Ê mẹ này nè, đúng không? Để vậy. Cho em xin dừng phóng hình như vậy. Oh my god. Kiểu này quán mình còn đông dài dài á cậu. Đông này cháu cũng không ham cô ạ. Quá sợ drama, cứu tôi. Gần như là mây che mát con đi bầu trời cuộc đời tôi thôi. Quá sợ drama, cứu tôi. Như là mây che mất luôn đi bầu trời cuộc đời tôi thôi. Chào mọi người nha. Đúng không? Cái cây á, mùi cây á. Ừ. Vị nó cây á. Eo ơi, tính ra là cái quán mình nó như cái phim trường ấy nhờ. Bao nhiêu khách cái khách phun đi chứ. Nhưng mà nhân viên cứ ngồi đực ra chả ai phải làm gì. Nhàn thế chứ nè. Nhàn cái gì mà nhàn. Cô nhìn đi. Trời ơi, quán ăn mà làm như chỗ hẹn hò với bên kia kìa. Họ nói chuyện nãy giờ nửa ngày trời rồi đó. Làm như là 10 năm trời mới gặp hai cái gì á. Nói quá nói luôn. Ôi. Ừ, chưa kể bên này nè. Quán ăn người ta đi vô ngồi make up từ nãy tới giờ chưa thấy về luôn. Trời ơi, nhà không có đồ make up hay gì á, vô quán người ta, vô quán ăn make up. Nhìn phía sau đi, thấy chưa? Đi vô quán ăn người ta mà đặt chân đèn, chân máy quay này nọ, trời ơi, tôi sợ lắm á nha. Ai làm gì cô sợ? Trời, tôi sợ nổi tiếng chứ. Nó quay lên lỡ đó tôi nổi tiếng là sao? Trời ơi, thiệt từ sáng tới giờ luôn, full thì full nha. Chưa có một ai ra khỏi quán. Từ sáng giờ tôi chưa rửa được một cái tô nào luôn á. Cô ơi, cô là cô phải tiệm cận những cái kiến thức mới của thời đại mới đi nhá. Bây giờ mà bỏ tiền ra thuê KOL, thuê người nổi tiếng đến quán mình là một mớ đấy cô ạ. Chứ người ta đến đây người ta quay free cho mình thì đấy cũng là cái vui chứ sao. Không vui nha. Từ giờ sáng giờ tôi ngồi không hả, ngứa ngáy tay chân lắm rồi đó. Ê, nhiều khi không phải là ngồi không ngứa ngáy đâu mà là mắc bệnh xã hội đấy. Mất dạy. Trộm vía chị, ăn dậy hả? Em bảo cô ý là mắc bệnh xã hội, chứ em đã bảo cô bị sùi màu gà, bị răng mai, bị lậu, bị HIV đâu mà chị bảo em mất dậy hả? Cái gì vậy má? Chưa ai chửi má luôn đó má. Người ta vừa cất câu nói xong phát bảo người ta mất dậy lại bảo chửi. Bà ơi bà đừng có nghĩ lúc nào bà cũng là cái hướng vũ trụ, hiểu không?
tôi chở được cái chỗ con quỷ cái này nè. Ở đây. Nó vô cái fanpage một buổi sáng của mình á, nó review chê quá trời luôn. Cái gì vậy? Cuộc đời chị ạ, à? Mỗi người sinh ra đều sẽ có một lẽ sống riêng. Khi người ta phát triển, người ta lớn dậy và người ta trưởng thành á, người ta trải qua nhiều những cái môi trường khác nhau để hấp thụ vào cơ thể những cái sự khác biệt về tư duy và về tính chất trong quan điểm. Thì từ cái quan điểm đó, khi mà người ta bộc phát cái quan điểm đó ra, nó sẽ thành những cái luồng ý kiến khen chê khác nhau. Và khen chê là phụ thuộc vào mỗi người, ai cũng có quyền khen quyền chê hết. Tao chưởng một cái là cái dao hoa hậu nó văng ra ngoài đó. Đồng ý là ai cũng có quyền chê, quyền khen. Nhưng mà quan trọng là cái con này nó chưa tới quán mình ăn mà nó lấy lý do gì nó chê. Láo. Đâu, cho em xem. Đây nè, nó review nè. Đó. Món ăn ở quán không có tích cực. Hả? Món gì mà không tích cực? Bún than. Nó đang nghĩ là than đây là than thở, hiểu không? Ngu dốt. Trong khi cái chữ than của mình ở trong bắt than lên hỏi ông trời, chờ khi nào giỏi hẳn chờ ê chê, quá chê. Eo ơi, con khốn nạn chưa này, trộm vía nó này, nó còn bảo quán mình là gì? Quán một buổi sáng mà bán cả chiều cả tối, xạo, tẩy chay. Ôi anh, bán một buổi đêm cho em chị. Đây đây đây, comment đỉnh đỉnh nè. Nó comment nè. Quán này nhân viên không có ngoại hình, ý nó đang chê em. Nó chê chị đó. Tao mà y chang nhau. Không, chị xấu hơn em á. Quá mức dạy. Bây giờ em với chị gặp nó ở đâu là đánh nó đó cho chị. Hứa nha. Hứa. Ừ. À, có khi nào nó chính là một trong số những người đang ngồi đây? Em ngủ nó kỳ lắm má. Em ơi, mắc nha. Ở trong cái quán này rất là mắc luôn á. Chị ngồi tới sáng giờ chưa làm xong hết trơn vậy. Làm nhanh lên xíu. Đau. Kiếm hết đi. Cái quán như cái công trình vậy trời. Chào bạn. Bạn có phải là người đăng cái tết không? Dạ không phải bạn. Chứ ai đăng? Dạ không biết bạn. Trời đất ơi, cuộc đời mà gì không biết sao thành công được. Tên gì? Dạ Hồng. Tên gì đây? Dạ qua. Ăn no chưa? Dạ rồi. Ăn no thì làm ơn đứng dậy tính tiền đi về cho người khác còn bước vô ăn nữa. Dạ. Ăn bún đan chứ có phải là bạn muốn hẹn hò đâu mà nói chuyện hoài. Đồ ăn thì mát. Đồ ăn thì mát mà ăn. Chị ngưng xíu được không? À dạ. Em thấy ok không? Dạ ok. Em thấy ok nha chị. Biết chị hỏi gì mà ok. Ok gì chị? Chị hỏi là bún ok không? Xôi ok không? Đồ ăn ok? Quán ok không? Tất cả mọi thứ ok không? Ok nha. Trời ơi, lần đầu tiên mà em đọc cái quán mà ok vậy luôn á trời. Chị ghi âm lại rồi. Ngày mai mà cắt ghép tầm bậy tầm bạ post lên mạng á nha, tao xẻ mày ra tao ghép hình đó. Dạ ok chị, để em tính tiền cũng vậy. Biết điều á. Ủa còn mấy đứa này, đi đâu vậy cưng? Chụp hình với cái bếp chưa? Dạ chưa. Chụp hình với toilet chưa? Dạ chưa. Để chị dẫn cho chị chụp cho nha. Nha. Ờ, giờ nha. Em bận rồi, hẹn chị bữa khác nha. Bữa khác cái gì? Chị chụp hình lại không phải đưa em đâu mà dán trước cửa quán á. Cái tội vô đây á, make up quay TikTok mà không order. Ủa? Anh chị về luôn hả? Dạ, nhớ tính tiền giùm em nha. Dạ, hẹn anh chị gần sau. Khách hàng phải vậy đó, chứ không là leo đầu tôi ngồi. Rồi mọi người quay trở lại công việc làm nè, mới lên. Em làm cái gì vậy? À, em quay. Em quay chị vậy? Em nể. Hả? Em nể chị. Ừ, nhưng nể tôi. Phải nói rằng á, chị là một trong số những cái hình mẫu quản lý mà ai nhìn vào cũng muốn trở thành cái người như vậy. Cho nên là em phải quay lại. Đó, từng ngày em học tập chị. Em học cái cách đối nhân xử thế của chị với tất cả những cái người xung quanh. Để làm sao mà một ngày em được đứng ở cái vị trí của chị và em làm được như chị. Nói như vậy á thì quay nhiều hơn đi. Chị còn nhiều cái chiêu trò thì chưa có tung ra đâu. Rồi, quay lại phục vụ đi. Trời ơi, cuối cùng cũng tới được rồi. Trời ơi, thiệt sự luôn á. Quán này chắc ngon lắm hay sao mà chờ đợi gì cách tiếng mình thôi trời. Đấy. Chào chị. Em ơi, em là
Nhân viên ở đây hả? Dạ em là nhân viên ạ. Nhưng mà cái hành động vừa rồi là... Dạ em tạo năng lượng cho khách đến và khách cảm thấy thoải mái khi mà khách ăn ở quán em. Không bé, những cái năng lượng mà em tạo ra là khách chỉ muốn bỏ về thôi. Khách sợ á cưng. Em vô em chào hỏi bình thường giùm chị nha. Em làm lại nha, coi như chị mới ngồi xuống nè. Dạ. Chào. Em chào rồi hả? Dạ em chào. Tuyệt rồi. Tuyệt vời quá. Trời em ơi, chị thấy trên mạng nó đồn rần rần về cái tiệm của mình á. Sao đồn gì chị? Ý là chia sẻ review này nọ, chị cảm thấy rất là hứng thú và tò mò. Dạ thì bây giờ chị ăn luôn nha. Ngày hôm nay chị tới đây để chị quyết định chị trải nghiệm. Dạ. Ở quán mình có cái gì ngon em ha? Dạ quán em cái gì cũng ngon hết á. Nhưng mà đặc biệt là có bún thang một buổi sáng tinh hoa ẩm thực của người Tràng An, thơm ngon khó cưỡng, tại 339 Nguyễn Tri Phương, quận 10. Ủa em làm bên đài truyền hình đúng không? Truyền hình gì ạ? Ý là cái giọng á, cái giọng đọc quảng cáo cho mấy cái tiệm ăn á, thấy quen lắm luôn, nghe cái giọng quen á. Dạ đâu đâu có đâu, em chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Ồ giọng em hay quá bé ơi. Dạ em cảm ơn. Nhưng mà cho chị xin lại cái tên món, chị cần ngắn gọn cái tên món thôi bé. Dạ tên món là bún thang một buổi sáng. Em ơi, chị không ăn những cái món ăn mà nó nghe có một cái sự tiêu cực ở trong đó. Món ăn ở quán không có thức rồi. Bún thang là sao? Ngày hôm nay chị vô đây với một cái tinh thần rất là hồ hởi, chị không muốn hậm hực đi về. Cho chị cái món gì nó tích cực hơn đi em. Bún thang một buổi sáng vui tươi. Nghe chữ vui tươi tự nhiên chị thấy hào hứng, hào sảng. Dạ. Giờ chị chốt luôn cho chị một tô bún thang đặc biệt em nha. Dạ. Nha, nhớ phải là đặc biệt nha. Còn nếu chiều mà trong trường hợp em không có bún thang đặc biệt thì em lấy cho chị bún thường. Chứ em đừng mang bún thường rồi em nói với chị là bún thang đặc biệt thì chị cảm thấy đó là một cái chuyện nó bất bình thường mà chị cảm thấy rất khó chịu nha. À, hay là em lấy một cái bún thường xong em cho vào cái tô đặc biệt nhưng em không nói với chị đấy là cái phần bún thường cho vào tô đặc biệt, mà em sẽ nói với chị là đấy là một cái phần bún đặc biệt cho vào một cái tô đặc biệt, thì chị có đồng ý hay không ạ? Em ơi, như vậy là ăn gian nói dối, ngậm đá phun sỏi, lừa thầy dối bạn. Em ơi, ăn không nói có là em đó. Bé ơi, em làm việc gì không được. Và đối với chị, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này phải thật đặc biệt thì mới matching được với chị em nha. Ô, khi mà nhìn chị là em đã đoán chị là một người không được bình thường rồi. Em chửi chị hả? À dạ không, em khen chị vui tính. Nãy giờ chị không có vui tính. Chị không hề vui tính từ nãy tới bây giờ. Chị đang rất khó chịu, chị cực kỳ nghiêm túc. Và chị rất là tức giận với cái sự, một cái thái độ làm việc không chuyên nghiệp của quán mình em nha. Dạ, thế bây giờ em cho chị ăn vật lý luôn nha. Bây giờ em đi nha. Em đi đâu? Dạ em đi làm bếp. Ủa vậy tính ra em là đầu bếp ở đây hả? Em không phải đầu bếp ạ. Ủa vậy sao em nói em đi làm bếp? Thì em vội của em nói thế chứ em đi vào em bảo bếp làm. Ủa vậy chứ em là? Em là nhân viên. À chỉ là nhân viên thôi hả? Dạ em chỉ là nhân viên. Em ơi là nhân viên đừng vội bé ơi. Món ăn của mình theo chị biết là đồ Hà Nội đúng không? Dạ đồ Hà Nội. Hà Nội không vội được đâu. Dạ. Em định đi hả? Em đi nha. Không được đi. Chứ bây giờ phải làm. Em đứng yên đây cho chị. Em kêu con bé kia qua cho. Bé ơi. Gái ơi. Dạ sao vậy? Trời ơi, tính ra quán của mình không có ai có ngoại hình hết ha. Hả? Quán của mình không có ai có ngoại hình hết hả? À, chị đừng nói vậy, cái nhỏ em nó buồn á. Không, chị nói thẳng mặt em á cưng. Hai đứa có thật sự làm chung quán với nhau không? Ờ dạ. Nhưng mà em với nó có gì khác nhau đâu. Trời ơi, sao không khác em? Trời ơi, em nhìn lại cái thay em coi. Đây nè, em nhìn cái đoạn này nè. Cái đoạn này trở lên là giống nè đúng không? Nhưng cái đoạn này trở xuống là nó khác kinh khủng luôn em ơi. Cái này là nó bị trương ra. Chị đang tình nghi là em bị bệnh gan á. Ủa? Bị bệnh gan. Nó phình bụng ra này thời kỳ cuối rồi bé. Chị nói thiệt, nhưng mà không có buồn nghe chị nói nè. Cái mặt của em á, mặt em có điểm nhấn nha. Mặt em giống chú ôn chú ngục á. Mặt em là cái gương mặt tù tội ngục tù á. Không, bình tĩnh nghe chị nói. Cái đoạn này chị vui tính đó bé. Vui quá. Em vẫn rất xinh đẹp nha. Em ơi, kêu bếp á chuẩn bị cho chị cái bún tích cực tiêu cực vậy đó nha. Bún thang. Bún thang, đúng rồi. Em đi nha. Bé dễ thương. Thế còn em? Hả? Em ngồi đây xuống nói chuyện với chị được không? À, ngồi ạ. Dạ, em rất sẵn lòng ạ. Chị muốn hỏi gì ạ? Cho chị hỏi thăm là hồi nãy cái đoạn đầu em có nói về cái tên của mình là gì ạ? Một buổi sáng. Một buổi sáng, đúng dạ. Rồi. Chị rất là muốn hiểu hơn một cách chi tiết về một buổi sáng. Chủ em anh Thành. Em mới làm thái độ gì ạ? Không, đây là em phấn khích khi mà em được chia sẻ những cái mà gọi là cảm xúc của em. Em phấn khích quá đúng không? Dạ. Em càng phấn khích, chị càng phấn khích. Chị muốn dùng tay phải của mình giả một cái chạc ở trong cái thái dương hàm bên đây của em. Dạ, chị để em kể không ạ? Em kể nhẹ nhàng giúp chị em nha. Chị là khách nha. Anh Thành là cái người sáng lập ra chuỗi bún một buổi sáng. Chị hiểu không ạ? Thì vào một cái buổi sáng anh thức dậy thì lúc mà mặt trời ló lên. Em ơi,
Cái từ đó nhạy cảm lắm bé, nghe nó bị phản cảm. Em dùng cho chị cái từ mặt trời ló dạng nha. Khi mà mặt trời ló dạng lên và mặt trời ở trên đỉnh đầu của chúng ta thì mặt trời tỏa ra một cái tia UV mà chúng ta vẫn thường gọi là tia cực tím. Nó xuyên qua cái tầng khí quyển của chúng ta. Thì khi mà nó xuyên qua cái tầng khí quyển đấy, nó hòa nhập vào một cái chất gọi là cái chất O2 mà chúng ta gọi là oxy. Thì cái chất oxy đó nó sẽ bài trừ đi khí carbonic, và carbonic thì mình gọi là CO2. Và khi nó em ơi bé, nãy giờ em có thật sự hiểu những gì mình đang nói nãy giờ không? Em hiểu mà. Em thật sự hiểu em hả? Em hiểu mà. Em ơi, nhưng mà chị thấy nó dài dòng, nó bị lung tung á. Không, nhưng mà em chưa kể đến cái đoạn bé ơi, em bị lum la. Em bị lum la rồi. Thì bây giờ em chị phải... cảm giác như em đang bị ảo giác vậy đó. Không, em không đâu có ảo giác gì đâu. Em nói khùng nói điên nãy giờ. Em cho chị cái tên giải thích nó ngắn gọn thôi. Chị cần hiểu ngắn gọn ngắn thôi. Ngắn gọn thôi để chị còn đi chia sẻ với mọi người. Anh nói tóm lại là cuộc đời luôn cho chúng ta một cơ hội gọi là ngày mai. Đó chính là lý do cái tên Một Buổi Sáng Ra Đời. Trời ơi. Hay không chị? Hay, thật sự rất là thú vị nha. Hay quá. Dạ. Ủa, nhưng mà chị tưởng là cái chữ là một buổi sáng là coi như là mình chỉ bán một buổi sáng hay một buổi chiều, buổi tối là mình bận, mình đi nhảy đầm, mình đi club, mình đi bar. Mình chỉ bán một buổi sáng hay những cái buổi còn lại. Quán một buổi sáng mà bán cả chiều cả tối, xạo, tẩy chay. Rồi mình chỉ bán một buổi sáng thôi, những cái buổi còn lại, những cái ngày hôm sau mình không bán nữa đúng không? Đó là ý nghĩ của chị chứ không phải ý nghĩ của chủ quán em. Hai người nói xong chưa à? Xong rồi, em có chuyện gì hả? Chị, em thấy chị quen lắm á, hình như chị quen em phải không? Không em, chị không phải người quen của Cưng, chị cũng không có nhu cầu làm quen với Cưng. Em ơi, chị rất là phong cách kiểu luxury á, kiểu premium á. Nghĩ sao mà chị quen em vậy bé? Vậy hả? Không có quen. Vậy chị ơi, chị cho em xin quý danh đi. Cái tên của mình nó có nhớ không mà sao kỳ vậy? Chị sợ nói ra tụi em nể chị nhiều á. Nể không? Chị là Lê, chị là chủ tịch Lê. Chị ở bên Mỹ mới về được 3 ngày rồi. Tên mà tên Lê? Không em, Lê là cái họ em sao vậy Cương, ai tên Lê? Lê là cái họ. Lê xong Lê Lết phải không chị? Đục em Lê Lết nha. Ờ. Chị cứa cái lòng bàn chân em cho em Lê Lết được. Lê xong Lê Thê. Không em, chị là bóng đêm á. Em nói một tiếng nữa chị ghi bàn chân em xuống. Chị bóng hả? Không không, bóng ban đêm. Bóng đêm thôi. Ban đêm chị mới làm bóng. À. Ủa? Ban ngày chị làm lộn. Giỡn hoài con bé. Nhưng mà em ơi, nãy em đang tập trung với cái tên của chị, con bé này nó vô duyên, nó cứ hỏi tới những cái là, con... Bây giờ Lê là cái họ thôi. Lê là cái họ. Còn tên là gì nè? Tên của chị là Nhã Lê. Nhã Lê hả? Sao chị xuất giọng quá vậy? Ê khoan, em làm cái gì vậy? Em tính úp lên đầu chị. À... Em chờ chị xíu đi. Nhã Lê hả mày? Ủa? Em ơi, em làm gì vậy Cương? Em có biết đây là túi hiệu không vậy? Trời ơi, cái túi Christian Dior của chị đó. Em ơi, bây giờ nó dơ là chị bắt nền, chị bắt nền á. Bây giờ còn vài cọng rau nè. Em ấp lên đầu chị. Em còn sao không? Bọn anh không thấy sao mà anh còn hỏi nữa. Em quá bực mình luôn á. Bây giờ anh làm sao anh làm nha. Anh phải hả trừng trị những cái con người như thế này á hả. Tại vì hả họ đã ăn hiếp em. Em quyết định rồi, em sẽ kiện cái quán này. Em kiện banh luôn. Em kiện nhỏ này. Nhỏ nhỏ bị bệnh gan, cái bụng nó to, nó trương ra. Em kiện luôn cái con này, con hàm hồ ăn khùng nói điên nè. Tao kiện hết á. Cái đầu của em á, tự nhiên anh ký cho má em nhỏ đau quá. Chứ anh coi kìa, lâu lâu em mới về, tự nhiên hả đàn em của anh đánh em thì ai đúng ai sai? Bọn không kể cho mọi người biết em là cái gì của anh hả? Anh bận trăm công ngàn việc, lấy đâu ra thời gian mà đi kể với cả Lệ hả em? Cái đồ vô tâm, thí dụ anh không kể thì ít ra anh cũng phải dán hình em trong tiệm chứ, để cho mọi người nhìn, mọi người thấy cái uy của em, mọi người sợ, hiểu không? Em đề xuất nha, dán ở đây nè, đây đầy đầy đầy, chỗ nào mà có màu đỏ anh nhét em, màu xanh đừng có dán nha, nhìn giống cái bàn thờ em rất sợ. Lên bàn thờ anh dán ở trên trần đi, anh dán ở trong tim của anh nữa, để cho mọi người cũng biết dù gì em cũng là chủ của cái quán này. Chủ? Ủa sao vậy, sao làm gì bất ngờ với vậy trời, bao nhìn tôi không giống chủ hả?
Thôi được, sẵn ngày hôm nay đông đủ, chắc cho phép tôi giới thiệu tí xíu. Xin trân trọng thông báo với mọi người, tôi chính là... Là ai không quan trọng. Bây giờ anh muốn biết chuyện này rõ ràng nó là như thế nào nhá. Dạo này anh thấy em bổ khách hơi nhiều đấy. Em xin lỗi anh, tại em không biết chị là người quen của anh. Lạ quen gì thì người ta cũng là khách, mà đã là khách hàng thì là thượng đế. Lần trước em đã đánh người đấy xin đồ từ thiện, anh đã không nói gì rồi. Hôm nay khách đến ăn em cũng đánh người ta luôn. Em muốn anh dẹp tiệm sớm đúng không? Anh đừng mắng chị ấy. Thật ra em là người gần chị Nhận nhất. Em luôn hiểu là chị ấy nghĩ gì. Thật ra chị ấy cũng chỉ vì quán mình thôi. Khách vào ngồi lâu thì chị ấy đuổi, bởi vì chị ấy muốn tiếp lượt khách mới, muốn phục vụ khách, không để khách phải chờ lâu. Khi mà khách đòi thêm rau, chị chửi chị không cho, vì chị ấy muốn tiết kiệm cho quán. Nhưng Âu cũng là nghĩ cho anh thôi. Còn đối với nhân viên tụi em á, thì đúng, chị ấy không khen, sai, chị ấy chửi như chó. Nhưng chung quy cũng là muốn bọn em tốt hơn mỗi ngày. Anh đừng giận chị Nhận, chị ấy sẽ buồn. Bé ơi, cho chị hỏi thăm tí xíu nha. Là trước khi em làm nhân viên ở đây á, là em làm ở đài FM 99 MHz hả? Dạ không, mỗi lần em đứng trước anh Thành, em chỉ muốn là anh có cái nhìn rộng mở hơn với chị Nhận thôi ạ. Trời ơi, cái giọng của em nghe nó truyền cảm làm sao. Nghe như đang kể chuyện đêm khuya vậy đó. Nhưng mà những cái gì mà nãy giờ em nói về chị á, chị cảm thấy là có dấu hiệu không ổn cho quán mình nha anh Thành. Có đúng những gì Tina nói không mọi người? Đúng. Không thì đúng thì em phải bảo đúng, chị không được ra hiệu như thế. Em không thể bênh những cái sai trái được, chị phải hiểu cho em ạ. Nhận ơi, anh nói thật với em luôn là em càng ngày càng quá đáng. Đợt trước em làm em có đâu có như thế này đâu. Cái gì vậy trời? Rồi bây giờ sao đi anh Thành? Phải có hướng giải quyết cho em đi chứ. Chứ bây giờ hả, người ngợm quần áo của em dính đầy những cái cặn bùn của nước lèo á. Rồi chưa kể ở trong cái túi hiệu Christian Dior của em ở bên trong là toàn những cái sợi tinh bột. Em rất là khó chịu, em chưa được ăn nữa. Thôi được rồi, để anh đưa em đi mua cái mới. Không. Thế bây giờ em muốn gì? Anh nghĩ sao vậy? Anh nhà quê quá đi á. Cái túi này là phiên bản giới hạn, limited á. Nghĩ sao mà đi mua cái thứ hai được, ở đâu ra? Thế bây giờ em muốn làm sao? Em muốn mọi người quỳ xuống xin lỗi em. Em muốn Nhận nè, Nhận quỳ xuống dưới gót chân của em xin lỗi em đi. Tại vì thật sự nói luôn là Nhã Lê cũng là sống ở bên nước ngoài, bên Mỹ á, nhưng sống theo phong cách của một quý tộc Pháp, luôn có cách hành xử giữa con người với con người cực kỳ văn minh. Quỳ xuống. Xin lỗi được rồi, mắc gì quỳ xuống. Trời ơi, có bị thương tích gì đâu mà làm quá vậy? Thấy hơi quá rồi đó. Trời ơi, cái bà mày làm chủ hả? Trời ơi, tôi không thèm làm, tôi nghỉ làm á. Mày khỏi, mày chưa kịp dứt được cái đơn nghỉ làm, nó rủi mày trước rồi đó. Quá rồi cái miệng mày rồi. Mày làm nhân viên mà cái mỏ mày hổn quá à. Thôi bây giờ bất xúc như vậy thôi. Bây giờ câu hỏi được đặt ra cho tất cả mọi người ở đây nha, là mọi người thử đi, đặt trường hợp mọi người vào vị trí của tôi. Tôi là khách hàng tới đây ăn, tự nhiên không có tự nhiên bị ụp nguyên cả một cái tô mà bún than lên trên đầu, thì mọi người sẽ xử lý như thế nào? Dạ, mời bạn trước. Đánh thì một, đánh lại 10 chứ đó mà hỏi cái gì. Cỡ tôi hả, tôi báo chính quyền à. Em còn tôi hả, tôi sẽ để cho nó đánh tôi, sau đó nha tôi chặn đường tôi đánh lại nó nếu như tôi còn sống đó. Thấy chưa anh Thành, mọi người đã thấy chưa, bài học được rút ra trong tình huống này đó chính là khi mà chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được cảm xúc và cái sự chịu đựng của người khác như thế nào, thì chúng ta luôn có những cái hướng giải quyết khác nhau. Rồi, nói chung là bây giờ tất cả mọi người đều hiểu rồi đúng không? Rồi, quỳ xuống đi, quỳ xuống xin lỗi hết đi. Tất cả mọi người luôn, quỳ xuống đây xin lỗi. Nè, có chết tôi cũng không quỳ xuống nữa. Anh Hành, em theo anh biết bao nhiêu năm nay rồi, tự nhiên bộ anh ở đâu xuất hiện thì bắt tụi em quỳ làm sao? Ai là bồ của ai? Đây. Hả? Mọi người ơi, mọi người đừng hiểu nhầm, đây không phải là bồ của anh. Chứ lại đây cũng phải gu tôi. Ủa, chứ đâu tự nhiên xuất hiện ra cái nói làm chủ là sao? Ok, được rồi, bây giờ để chị nói cho em hiểu nha. Chị là con của ông chủ, là em của anh chủ, là anh Thành nè. Hiểu chưa, đến đoạn đó hiểu chưa? Ba chị á, là ông chủ á, không may mất sớm. Ba chị là kiểu bị chết yểu. Ba chị chết cái đợt đó là chị 13, 14 tuổi à. Mà chết thiên nha em, chết linh lắm kìa. Lâu lâu ba chị hay về để mà dặn dò chị quán xá cái tiệm này. Rồi chị cũng chuẩn bị tâm lý luôn là nếu trong trường hợp vài năm sắp tới thì mình không nói trước được chuyện gì nha. Anh Thành à, đi ra ngoài đường chạy xe, bị xe tải á, xe tải hàng trăm tấn á, cán ngang qua người. Lúc đó là liệt bé ơi, liệt chắc rồi. Chị chuẩn bị tâm lý từ bây giờ để trở thành một bà chủ.
Tuy không được đẹp mà còn vô duyên nữa chứ. Nói gì ạ? À, tôi nói là có duyên vô cùng đó mà. Cháo trở thiệt sự. Giới thiệu với mọi người, đây là Nhã Lê, em gái ruột của Thành. Đi du học ở bên nước ngoài từ nhỏ, hôm nay là lần đầu tiên về Việt Nam. Không thông báo nên là chưa có sự chuẩn bị nhiều. Tại vì anh thiếu tinh tế thôi, mặc dù em không có báo, nhưng mà em có ra tín hiệu. Được rồi, em xin lỗi chị. Em cứ tưởng là chị giống mấy đứa trên mạng á. Tại vì cái cách chị nói chuyện, cách chị comment y chang mấy đứa đó luôn. Đúng nhờ. Ừ. Giống hả? Tưởng hả? Tưởng. Chị chứ ai mà tưởng. Chị làm hết á. Một tay chị làm ra mà. Trời ơi, chị tạo mấy cái nick clone á. Em biết mấy cái nick clone không? Mấy cái clone mà nhóc lóc chóc gì đó là chị tạo ra đó. Rồi chị lên trên đó chị chửi, chị chửi, chửi. Chị làm đủ trò hết á. Để cho kiểu anh Thành quan tâm nè, mà anh có nhận ra đâu. Xui ghê á, tự nhiên hai đứa bay, tự nhiên hai đứa bay đọc comment chê rồi giờ tính tới đây cái đánh tao. Trưởng nhóm anti của một buổi sáng là mày hả? Em chứ ai, em làm cho anh quan tâm chứ bộ. Nhưng mà anh Thành, anh nói chuyện với anh cứ nhìn qua bên đó, anh thích ai bên đó vậy? Nhưng mà anh đã công nhận với em không? Bà đánh em, bà ụp cái tôi vô đầu em là bà sai đúng không? Thì là sai, nhưng mà quan trọng là vừa xong người ta đã xin lỗi em rồi còn gì nữa. Thì em tha thứ rồi. Em tha thứ ở trong tâm rồi nhưng em không có nói ra thôi. Tính em, ê, tính con này nha, rất là kiểu tự tôn cao á, không có nói ra đâu. Nhưng mà tha là tha bất chợt ạ. Tha bất chợt thôi. Thôi cảm ơn chị đi. Em cảm ơn chị. Rồi coi như mọi chuyện xong nha, xin lỗi rồi nha. Mà nhận này, anh rất là quý em nhưng mà anh vẫn phải nói rằng là em nên thay đổi bản thân đi. Thời gian này là em đánh khách hơi nhiều và anh cũng nhận về rất nhiều những phản hồi không tốt. Hết người này đến người kia thông báo rồi feedback rằng là anh ơi, chị Nhận ở quán anh quản lý, đánh chửi khách rất là nhiều, anh cực kỳ thất vọng vì em. Nên là anh nghĩ thời gian này, anh sẽ cho em xuống làm nhân viên tầm khoảng 1 tuần. Nếu như anh không thấy em có sự thay đổi, thì chắc là... Đuổi á, đuổi thẳng luôn á. What? Ủa chị? Hả? Vậy là tha thứ chưa? Chị tha thứ rồi, nhưng mà tại vì cái miệng chị bị thốt ra, chị bị thôi thúc thôi, chị xin lỗi. Hỗn hổn quá trời. Thôi mọi người về nghỉ sớm đi, mai mình bán hàng bình thường. Thấy trời mà, cảm ơn tôi đi, nhờ tôi mà bán được áo một ngày đó. Ê, quỳ xuống đi, quỳ xuống cảm ơn tôi đi. Thôi mày cũng bớt bớt đi, đi đâu cũng mồm 5 miệng 10. Ra ngoài người ta đánh tông bình đâu. Không cần á, con này không cần á. Tự nhiên cái tự nhiên chủ cho ta bị đánh. Thôi, mệt quá. Em quyết định bây giờ em đi đi shopping nha. Dạ đi shopping. Anh đi shopping với em không? Đi, tiện anh mua cho mày cái túi mới luôn. Anh sao vậy? Em nói là không có bất cứ một cái túi nào khác nữa. Đây là hàng giới hạn, limited. Trời. Gì vậy? Tina tặng nhà đó. Ôi. Ê, Việt Nam bây giờ phát triển ghê á. Làm mấy cái túi này kiểu nhìn giống thiệt quá nè. Nhìn hàng real vậy đó. Không, hàng thiệt á. Không, này hàng phát. Hàng thiệt. Thiệt không? Chích mã. Chích mã hả? Cái này hàng super fast kiểu replica luôn. 0909 1509 905. Trời ơi. Đúng rồi, này hàng thiệt nè. Ủa, sao mà có cái thứ hai hay vậy? Cái này là bố của Tina tặng cho Tina đó. Nhà Tina thì nói chung là rất là nhiều những cái đồ như thế này. Chở hàng xe tải, hàng thùng á, mà chở xe thồ thồ về quê á, hàng biết bao nhiêu cái container á, giải ở quê cho tất cả mọi người ở quê có thể xài. Nhiều khi á, mình dùng một lần mình chán rồi, mình thả đi, mình cho đi, cuộc sống mình cho đi, mình sẽ được nhận lại. Bao giờ ấy cho số điện thoại đi, gửi thêm cho 3-4 cái nữa ha. Thì cơ hả? Là coi như là tặng hả? Ừ. Thôi em giả lại cho Tina đi, anh mua cho em cái mới. Anh sao vậy? Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Anh có thật sự hiểu không vậy? Cái túi này không có cái thứ hai. Nhưng mà em tặng thì chị xin phép lấy nha. Đúng rồi, cứ nhận đi, không ai nghĩ là tham ấy đó. Không ai nghĩ là có lòng tham đâu. Không có lòng tham đúng không? Không hề, không đi hề. Đi nha. Cho tôi đi được ai cho tôi. Ê, hay chị gửi cái này em giặt hấp rồi em xài. Thôi, thôi cầm luôn đi. Không, không, chị nặng tay lắm. Thôi cầm. Không, chị nặng tay. Em dục thùng rác cho chị. Em đi trước nha. Em soạn mấy ngày về á, cái tiền không có đồ mặc em ở chuồng. Để em có mấy bộ về. Bye bye anh. Đưa tiền đi bà. Dạ. Con đang nhá. Trời ơi. Anh Thành, bé này sống tình cảm ghê á. Chị nói nè, ban đầu mà chị biết em giàu có với sống tình cảm vậy á, chị chơi với em rồi đó, chị không có nạt nổi em đâu. Bây giờ chơi vẫn kịp nha. Vẫn kịp đúng không? Chị thơm lên trán em nha. Tóc giả hơi bết ha. Em về đổi giùm chị. Khó chịu quá nhưng mà sống tình cảm và giàu có chị vẫn chơi. Bye bye. À không, bé ơi, hình như ở Việt Nam không có chỗ giặt hấp đâu. Chắc chị lấy cái này về chị tự giặt nha. Ơ chị... Enough.
Công nhận em gái anh vui tính thật đấy. Tina, nay anh cho quán nghỉ, tối em đi ăn với anh cả Nhã Lê luôn nhé. Có xứng không anh? Em thấy mình có xứng không? You welcome. Gì đó thì tôi hát vui vơ vậy thôi, trúng mà trúng mà thôi, có gì đâu buồn. Cái gì của mình á chắc chắn nó sẽ là của mình, còn cái gì mà không phải là của mình á thì mình đừng có miễn cưỡng. Mình miễn cưỡng như vậy á, cái người đau á là mình đó. Nếu đau tôi sẽ không đau một mình. Hôm nay Tina nghỉ không? Sao vậy chị? Trời, làm bà chủ rồi đi làm chi nữa? Cái gì? Mở quán hả chị? Trời, tôi chán mày ghê. Đâu phải mở quán mới được làm bà chủ đâu. Ủa chị chứ sao? Thì cưới anh chủ là làm bà chủ. Trời ơi, cưới chồng đại gia hả? Nhưng mà không biết cưới ai nha. Trời, chán con này ghê. Cưới anh chủ mình đó. Cái gì? Ông chủ hả? Chứ sao? Trời ơi, chấn động. Thiệt không? Trời, tao với bồ tao đi ăn nhà hàng. Tao gặp anh Thành với Tina đi ăn nha. Tình tứ lắm. Thiệt không? Trời, chán mày ghê. Trời ơi, hai người đi ăn thân mật dữ lắm. Thiệt không? Trời, thiệt. Rồi sao nữa? Em thấy anh Thành với Tina đi ăn thế này nha. Em là anh Thành, Tina ngồi xuống đây nè. Đi ăn nè. Nè, anh Thành, bước đi ăn. Còn lau miệng nè. Trời ơi, em nhìn mà em tưởng hai người mới cưới nhau luôn á. Sao nói dám? Chiến này mày chết với tao. Ai chết với chị? Ho cái gì mà ho? Mau vô thay đồ ra bưng bê kìa. Sáng giờ thiếu người. Tina ốm nên anh cho nghỉ vài hôm. Em thấy nó mặc đồ em còn muốn ốm theo á. Cái gì mà nóng nực dữ vậy? Bà bị sao vậy bà? Thật ra thì lẹ lên. Không biết bị làm sao nữa mọi người ạ. Mấy hôm nay cứ thấy nhức đầu, buồn nôn, xương cụt thì đau, như có cái gì đâm liên tục với một tần suất rất đều mà không thể nào có thể hình dung ra là nó bị cái gì nữa. Rồi đi bác sĩ chưa? Đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói không sao cả. Nhưng vị trí xương cụt thì không hề thay đổi. Chắc là em phải xin nghỉ mấy hôm. Ừ, nghỉ đi, nghỉ luôn cũng được. Nhá, mà giấy nhượng quyền hôm trước anh nhờ em soạn, em làm xong chưa? Dạ em làm xong hết rồi, anh qua đây em chỉ cho coi. Nhưng mà bà mau hết bệnh nha, có bà đi làm mới vui. Vậy mà hồi nãy chị Lam đồn bà sắp có chồng nữa chứ. Ôi điên rồi, điên rồi, em có chồng. Sợ rồi, tuổi này thì mới lấy chồng, tự nhiên đeo gông vào cổ giàu à. Điên, không bao giờ lấy, mà làm gì có người yêu mà lấy. Thì đó, hôm qua thấy đi với anh Thành, tưởng dính rồi, đi về đồn. Thì không có là thôi, làm gì căng chứ. Không, nếu có cái gì thì sẽ khoe ngay. Nhưng mà hôm qua tôi mới thấy bà bình thường, tự nhiên hôm nay cái phát ra nổ tùm lum thấy ghê vậy. Ê chị, cái này giống như bệnh cái gì mà khỉ đậu gì đó lan từ lây tùm lum ấy. Đậu mùa khỉ là lây đó. Có, đi bệnh viện xét nghiệm hết rồi. Mà bệnh này nó mắc cười lắm. 5 phút trước như mệt rũ rượi ra, ho như con điên ấy, ho cảm giác bay cả phổi ra ngoài. 5 phút sau cười vô hố, không vấn đề gì cả.
nhá, xong rồi nó cứ bị thất thường nha. Ví dụ 5 phút trước muốn vào tắm, đi vào nhà vệ sinh rồi, cởi đồ ra hết rồi tự nhiên lại không muốn tắm nữa. Thế lại mặc quần áo và lại đi ra, 5 phút sau lại muốn tắm. Thế là cứ cởi ra cởi vào một đêm phải 21 lần, không hiểu là lý do gì luôn ấy. Thôi, ê bà, tôi nghi nha, cái này giống dấu hiệu của bị chơi bùa đó chị, cái bây giờ nó phát ra. Tôi có một con bạn, nó có một thằng bồ, mà thằng bồ có một con bạn thân, mà con bạn thân nó kết mô đen với thằng này, mà thằng này khi mà quen con bạn em, bởi vậy nên con này đâu có chịu được. Ghét quá chơi bùa con nhỏ này, xong thành thử ra hả, nhỏ này chết què queo luôn. Ý sợ quá hả, vậy ghê không? Ê mà chắc không phải đâu, với cả Tina có giật bùa cướp chồng có gây thù chuốc oán với ai đâu, mình sống tâm đức thiện lương, mình chẳng hại ai, mình cũng chẳng có tâm đồ gì nó xấu xa, chỉ ai hại mình được. Có nha, tại không biết thôi chứ là. Trời ơi, trời ơi, tôi tìm thấy cái hình nhân nãy trong bếp nè. Ở trên này nó còn ghi là ngọ ngôi nị niềm ngôi ngọ ngọ xa sĩ lị ngọ xa sĩ Tina. Là gì? Là tôi yêu anh không yêu tôi, anh yêu Tina, giết chết Tina. Trời ơi, với lại cái hình nhân này nè, nó cũng mập mập, trùng khớp với mấy cái dấu chấm trên người Tina luôn. Tina ơi, ổn không Tina? Tina. Có chuyện gì đấy? Cái hình nhân này người ta làm để người ta hãm hại Tina nè. Đây nè, có mấy cái chấm nè. Ai làm chuyện này? Trời ơi, có cho tiền tụi em cũng không dám làm đâu anh Thành. Tụi em là quý Tina lắm, tụi em đâu dám hại Tina đâu. Trời ơi, mấy cái chuyện nó ghê lắm, tụi em đâu có dám làm đâu anh. Tôi biết ai là người làm. Ai? Mắc gì nhìn tôi? Ủa thì cô làm, tôi nhìn cô. Ê, ăn bậy được chứ đừng có nói bậy nha. Tại sao tôi phải làm cái chuyện này? Đúng là tôi bình thường tôi không thích Tina thiệt, nhưng mà tôi thề luôn là tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện này luôn, nói chi là làm. Vậy tại sao cô lại lúng túng như vậy? Cô không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ. Cái ngày hôm trước, lúc mà Tina với lại anh Thành nắm tay nhau, lúc đó cô nói cái gì, cô nhớ chứ? Nếu đau, tôi sẽ không đau một mình. Nhớ chứ? Trời ơi, cái đó tôi nói giỡn thôi, cô không biết giỡn hả? Giỡn cái gì mà giỡn, giỡn ai mà mặt ác như chị. Chính tai em nghe thấy, chị nói là chị sẽ giết chết Tina. Chuyện này nó chết với tao. Chị đừng có chối nữa, mặt gì ác dễ sợ lắm. Đúng rồi, nhìn cái mặt kìa thất đức dễ sợ. Trời ơi, ghét người ta thì cũng ghét vừa vừa phải rồi. Cái gì đâu đi yếm bùi người ta. Trời ơi, ác độc thiệt sự luôn. Người ai đâu mà làm như vậy. Thầy ghê quá ha. Tại sao cô lại làm như vậy? Anh hỏi vậy là anh nghĩ em làm chuyện này hả? Nhưng mà ngoài cô ra, không ai ở đây có lý do để làm những chuyện như vậy cả. Nhưng mà lý do ở đây là gì? Lý do ở đây là anh biết tôi yêu anh, xong rồi thấy anh đi với cô ta cho nên tìm cách hãm hại đúng không? Anh im lặng có nghĩa là anh đồng ý không? Anh im lặng có nghĩa là anh đồng ý đúng không anh Thành? Ở đây ai không tin tôi cũng được, nhưng nếu mà anh cũng không tin tôi á, thì tôi ở đây đâu còn ý nghĩa gì đâu. Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi không có làm cái chuyện này. Chào anh. Một buổi sáng thì không chỉ là một quán ăn, mà đây còn là một gia đình. Bởi vì là một gia đình nên là sẽ có những luật lệ và nguyên tắc riêng. Sai thì chúng ta phạt, đúng thì chúng ta thưởng. Và trước khi thông báo thông tin quan trọng thì xin mời Tina sẽ cùng tiến lên đây. Xin mời em. Không,
Từ nay, vị trí quản lý của Một Buổi Sáng sẽ do Tina đảm nhiệm. Khoan, mọi người, em tỉnh. Xin một tràng vỗ tay chúc mừng cho Tina. Rồi. Ôi, chúc mừng nha. Tina mừng, Tina xỉu luôn. Tina chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của mọi người và chắc chắn là cái sự tín nhiệm của mọi người. Tina sẽ hoàn thành nó thật là tốt. Nhân đây, Tina cũng rất là tiếc về câu chuyện của chị Nhã Nhặn. Nhưng xem ra oán khí của chị ấy quá lớn như vậy, Tina không có cách nào để giúp cả. Đúng vậy nha, từ khi con Nhặn nó nghĩ, thần sắc của cô Tina tươi lên hẳn. Em biết ngay mà, tất cả là do con Nhặn nó làm đó. Ê, bà đừng có nói vậy. Tội người ta, mỗi người sinh ra đều có một bản ngã. Chị Nhã Nhặn không may ngã vào cái bản hơi xấu. Nhưng các cụ đã có câu, nắm tóc kẻ có tóc, chứ không nắm tóc của kẻ đội tóc giả. Ôi, hồi quá, búi tóc, thiệt. Vừa đẹp nốt, nó nói cái gì cũng đúng hết trơn. Xuất sắc, vỗ tay đi mọi người. Từ ngày hôm nay, Tina hứa là sẽ dốc hết lòng mình, làm việc thật chăm chỉ để giúp cho Một Buổi Sáng càng ngày càng phát triển. Bởi vì Một Buổi Sáng chính là một gia đình, một gia đình, một gia đình. Em ơi, cho anh gọi món nè em. Biết rồi. Bún như vậy, mắc cái gì thôi. Đợi đi. Trời ơi, em ơi. Sao em bưng tô bún ra mà em gạt thằng thuốc vô đây? Rồi nó rớt đây sao ăn được em? Sao ăn không được? Rồi lỡ rồi nấu canh mà có con sâu trong đó rồi không lẽ bà bỏ nồi canh. Thì giờ gạt thuốc giờ lấy ra nè, rồi đó ăn đi. Gì đâu? Làm ăn gì mà kỳ cục vậy quá trời. Quản lý đâu? Sao bà ra rẻ quá trời hà, thiệt á. Bà ý bà có đồng tiền bà ăn được tô bún và bà hành xách tôi. Tôi thiệt bà, tôi nghèo khổ tôi mới đi bưng bún. Chứ tôi giàu có như bà tôi không mới đi bưng bún để cho bà nói này nói nọ tôi đâu. Trời ơi đời sao mà đời vô thường, bà sống vô minh vậy. Khó khăn với nhau quá làm gì. Bữa nay tôi nói bà nghe, bữa nay đi biết đâu bà ăn bún chừng mai bà ăn nhà ăn đó. Không chừng. Bà nói bà kêu quản lý là tôi sợ hả? Khỏi, để tôi kêu cho. Quản lý đâu? Quản lý ra đây nói chuyện với mẹ già này nè. Dạ chào chị. Chị có gì không hài lòng về quán ạ? Em là quản lý ở đây hả? Dạ. Em coi nè, bưng tô bún ra cho chị nè, mà gạt cái gạt thuốc vô trong đây nè. Đó. Rồi em coi kìa, nói chuyện với khách mà gãi nách như vậy đó. Em coi có được không? Vô duyên. Nách tôi ngứa, tôi gãi, tôi đâu gãi nách bà đâu. Mày coi nó vô duyên không? Thôi, như vậy là bậy rồi. Dạ thưa chị, nếu chị không hài lòng thì quán em xin gửi lại cho chị một tô bún khác nha. Chị thông cảm bỏ qua lỗi lầm này cho quán em ha. Nói vậy còn nghe được chứ. Đổi tô bún khác cho khách đi em. Bởi vậy tôi nói bà chiều ghét rồi, mấy mẹ già này leo lên đầu. Ăn bún mà khó khăn quá nữa ăn năn đi má. Thôi. Em ơi em đổ lên hết người ta rồi. Đổ có một xíu à, làm gì la chứ vậy? Thôi, vô trong dọn dẹp đi, để chị lo. Kéo đầu bếp ra đây coi. Gì mà kéo đầu bếp vậy hả? Hả? Nấu cái gì mà hôm nay không có giống như mọi hôm tôi đến đây tôi ăn vậy? Ăn được thì ăn, không ăn được, ăn được rẻ là. Ờ, đầu bếp hay đầu gấu vậy? Đầu gấu luôn á, sao? Nè, hả? Không nói như vậy với má tôi nha. Tôi thích đó, mày ý kiến không? Tôi cho mày ăn rau má bây giờ. Rau má là cái gì? Rau má là ra máu đó má. Nè, tôi quay lại hết bây giờ nha, tôi quay lại hết các bạn đó. Ôi sợ quá. Quay đi, quay lại đi, quay lại đi. Chuyện này là sao? Mọi người giải thích đi.
tất cả chuyện này là tại em. Em với cương vị là một quản lý, nhưng em không thể nào hình dung được cha mẹ sinh con nhưng mà trời lại sinh tính. Nên em không bao giờ em có thể hình dung được tất cả những nhân viên này lại có một cái tư cách chó tha như vậy. Em xin nhận hết lỗi về mình. Bây giờ anh có phạt, có trách, có đánh, có mắng, có sờ, có nắn, anh có cho em bằng cà vạt, chó tha em lên Đà Lạt em cũng chấp nhận hết á. Kìa cháy, tất cả là lỗi của em. Trời ơi, tại mấy hôm nay gia đình em có chuyện hữu sự, em phải chở mẹ em vô tuốt ở trong bệnh viện đi đẻ. Nên em thiếu ăn mất ngủ, lơ là công việc xíu. Không, lỗi của tôi mà. Tất cả là lỗi của tôi nè. Tại vì ba tôi hút thuốc và ông chịu cai thuốc, nên tôi mới hút thuốc trong giờ làm việc để ba tôi thấy con hơn cha là nhà đầy khói. Tôi muốn cái clip đó tới tay ba tôi để ba tôi bỏ thuốc, lỗi là tại tôi nè. Không, lỗi là tại tôi. Nếu nhân viên là bộ mặt của quán, còn đầu bếp là linh hồn của quán, nhưng mà linh hồn tôi bị chó tha rồi. Là tôi ganh tị với anh. Tại sao lại ganh tị với tôi? Anh có gì hơn tôi? Đẹp trai hơn thôi mà, nhà giàu học giỏi hơn thôi mà. Vậy mà anh là chiếm được trái tim của Tina. Tina ơi, em tuyệt vời lắm. Từ khi anh sinh ra đến giờ, anh chưa bao giờ gặp cái thể loại nào tuyệt vời giống như em. Mỗi lần hai người bên nhau, tôi chỉ muốn đập cái đầu của tôi. À không, em đập đầu anh nha. Đập cái đầu của anh nha, để tôi chiếm được Tina. Ôi, tôi thật là nhỏ nhen. Thôi, không phải tại ai hết á, là tại tôi. Không nói tại tôi. Cô không phải là dạng vừa đâu, mà là dạng big size luôn đấy. Lột cái mặt nạ trơ trẽn trên mặt của cô xuống đi. Cô diễn viên triệu đô ạ. Anh nói gì vậy? Diễn viên gì? Mặt nạ gì? Nếu cô không lột thì để tôi lột. Mở ra, mở ra và đó là The Masked Singer. Trời đất ơi, cái mặt nạ thần kỳ, hồi nãy mỏng dánh bây giờ mở ra cái nó dày cui luôn. Anh Thành đâu? Anh Thành của tôi đâu? Dừng lại, dừng luôn cái vở kịch vừa dài vừa dai vừa dở của cô đi. Nè, nghe tiếng gì không? Không, chưa già mà lãng tai rồi. Tiếng sỏi đó. Hả? Cái đầu chị đầy sạn nha em, chị đẻ ra em còn được mà. Tự nhiên cái đầu toàn sạn là nghe tiếng sỏi. Đồ lao. Bớt nói lại, để vài bữa mình ra tòa mình nói cho đã cái họng mình. Đám phản phúc. Nè, kẻ phản phúc là bà đó bà già. Bà thấy Tina tội nghiệp cái bà đặt chơi trò tiểu nhân hả? Tôi nói cho bà biết, nếu bà tài giỏi thì bà đâu bị anh Thành đá ra chuồng gà. Trời, tiểu nhân. Mãi mãi tiểu nhân, chỉ sống sau lớp mặt nạ thôi. Người đàn bà nở nang. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu bực mình. Bà là ai ngu hả? Lộn nó lại. Người khôn ai rảnh mà đi hại người. Mấy cưng chưa đủ đẳng cấp với chuyện với chị. Thế nếu như bây giờ tôi nói là toàn bộ hệ thống camera của cửa hàng này đã được tôi xóa sạch rồi thì đã đủ đẳng cấp chưa ta? Cái gì? Xóa hết rồi hả? Xóa hết camera hả? Sao vậy? Tự nhiên xóa camera vậy? À, cô sợ người ta coi được mấy cái hành động mà xấu xa của cô, mấy hành động cái dơ, mất dạy của cô phải không? Sợ vậy phải không? Ồ, non quá. Tôi nói cho cô biết, để có ngày hôm nay đứng đây vạch mặt cô, tôi đã dành trọn một tháng gom hết tất cả các bằng chứng và ghi lại trong chiếc USB này.
rồi ta? Ủa nằm đâu ta? Để đâu quên rồi. Hello mấy đứa, bớt rồi. Chạy ra cốp xe kiếm ở trong cái áo khoác giùm chị coi có trọng không? Kiếm được chị cho 300 ngàn lẻ đó. Có phải chiếc USB này không? Chuyện này là sao? Anh Thành, thật ra là... Em không cần phải giải thích gì nữa cả. Mọi thứ đã được Nhã Nhặn ghi lại trong đây hết rồi. Tất cả mọi thứ xảy ra tại quán từ lúc mà em đến đều nằm trong kế hoạch của em hết. Đúng không? Từ lúc cô bước vô cái quán này với một cái gia thế khủng như là cái tạng người cô vậy đó, tôi đã thấy nghi rồi, tôi thấy không yên tâm. Cho nên tôi đã theo dõi cô và biết được một sự thật là tất cả những người trong gia đình cô đều là diễn viên. Được cô thuê 150 ngàn một giờ tới đây để vẽ lên một cái profile khủng của cô. Đúng, cũng chính cô. Cô đã yêu cầu tôi thay đổi công thức nước dùng, bỏ thật nhiều bột ngọt vô cho khách hàng bị ngộ độc. Sau đó cô sẽ tặng cho tôi một chiếc xe tay ga. Được rồi, thế nếu có xe tay ga tại sao không đi luôn đi, còn quay trở lại đây làm gì? Tức á, từ khi nhận cái xe tay ga của cô tôi mới tức á. Cảm ơn. Bạn nghĩ sao tướng tôi vậy nè, tặng chiếc SH150 phân khối chạy đằng nào mà chưa kể nha, nhận cái xe của cô rồi đó nha, nhờ cô đó tôi mới biết công an là gì á. Hả? Lấy chiếc xe ra kia mới biết cái xe đó là xe cô lừa đảo người khác, xong rồi mới đem tặng cho tôi. Rồi bây giờ công an bắt tôi đóng phạt 3.750.000 do cái tội sử dụng hàng gian. Anh im đi, anh đừng có bịa chuyện hại tôi, ở đây không có ai tin anh đâu. Đừng có chối nữa, tôi từng là nạn nhân của Tina. Chính cô ấy thuê trả tôi 5 triệu để dàn cảnh xin đồ từ thiện, để mà hạ bệ Nhã Nhặn trong mắt của anh chủ. Vậy mà hả, cho đến nay hả, chỉ trả tôi có 500 ngàn, làm tôi không có tiền trả cho người khác hả? Họ tìm tôi đánh đập mỗi ngày bầm dập như vậy nè. Nhưng mà chưa hết nha, từ hồi nãy đến bây giờ là nhân viên cũ thôi, còn tất cả những người nhân viên mới ở đây đều là do cô ta thuê về. Để chi? Để hạ bệ uy tín của quán mình. Đúng là có tiền thì muốn đổi trắng thay đen gì cũng được. Chị đã cấu kết với tất cả những con người này để hãm hại tôi phải không? Anh Thành, em nghĩ rằng anh nên có một cái nhìn công tâm. Còn nếu không á, anh có thể hỏi tất cả những nhân viên mới, họ sẽ có thể lấy lại được công bằng cho em đó. Nói đi. Anh bảo nói thì cứ nói đi. Chị Tina, đến nước này thì tụi em không thể nào giấu được nữa. Đúng. Tụi em không thể nào đeo cái mặt nạ dơ bẩn này được nữa. Anh Thành, chính chị Tina là người thuê tụi em lại đây quẩy quán. Thế tại sao bây giờ lại khai? Tại anh Thành trả tiền cho tụi em nhiều hơn. Ủa cô mày, cút đi, cút đi, cút thì cút. Tina, bình tĩnh, nói nghe nè, không phải là có bao nhiêu đây nhân chứng đâu. Tôi còn cái group Zalo 400+ người nữa đó. Chuẩn bị tinh thần ra tòa đi, tôi kiện cô tới cùng. Anh Thành, giải quyết chuyện này đi nha. Giải quyết xong á, tôi suy nghĩ lại. Tina,
Anh vẫn không hiểu là lý do tại sao mà từ trước đến nay em lại quyết tâm hại anh đến như thế. Anh làm gì sai với em ạ? Mày không sai, nhưng bố mày sai. Mày không nhớ tao là ai đúng không? Làm sao mà mày có thể nhớ tao được? Khi mà tiền đã che mờ hết mắt của mày, cũng như là của bố mày rồi. Nhân cách của bố con mày á, bị chó tha đi hết rồi. Cậu là... con trai mẹ đó. Dạ, con xin mẹ. Wow. Bún thang của mẹ Kiều á là ngon nhất luôn. Thế hả? Dạ vâng ạ. Thế thì con có đồng ý nhá. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy là hai mẹ con mình sẽ cùng ăn một tô bún thang đậm chất người Tràng An, thơm ngon khó cưỡng mỗi ngày luôn ha. Dạ không ạ. Ý con là con sẽ không ăn bún thang của mẹ ở đây nữa. Không ăn đây ăn đâu con? Mai sau nhá, con sẽ xây cho mẹ một cái cửa hàng thật là to, có cả điều hòa nhá, để mẹ đỡ phải nóng. Với cả mẹ sẽ không bị người ta đuổi đi hàng ngày nữa. Ăn đi con. Dạ vâng ạ. Đi đi nhanh lên. Đi đi. Nhanh lên. Cầm 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 cho mẹ cái đó. Nhanh lên. Vậy cậu là... Phải. Tao chính là Long Bé đây. Bố con nhà chúng mày đã cướp công thức bún thang gia truyền nhà tao, để mẹ tao phải uất ức mà chết đấy. Bắt mất rồi á? Làm sao mà mẹ tao có thể sống được với sự tán tận lương tâm của bố con chúng mày? Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Đi đi. Đâu rồi? Cái bà này lì thiệt chứ. Đã nói là không được lấn chiếm lòng lề đường rồi mà cứ đem cái bán hoài. Chuyện này thử thịt khung đồ bả cho mặt khỏi bán không? Cảm ơn bác nhiều nhá. Hôm nay mà không có bố con bác, chắc là dân phòng đã thu hết tất cả những cái số đồ đạc này của mẹ con tôi rồi. Tôi mê chị mà. Ơ chết. Tôi mê bún thang nhà chị mà. Nói thật với chị Kiều, cả cái Việt Nam này chẳng có bún thang ở đâu ngon bằng nhà chị. Đi bán hàng ấy mà được khách khen như bác, thế là một cái niềm hạnh phúc của tụi em ấy. Thời gian tới á, chắc là em cũng không còn bán nữa. Không được gặp bác, kẻ cũng buồn bác ạ. Chị không bán bún nữa, chị định đi đâu? Đi đâu đi, làm gì thì làm. Tôi cũng không muốn bé Long nhà tôi cứ phải chạy dân phòng cùng với tôi nữa. Nên chắc là tôi sẽ tìm một cái công việc nào đó an toàn hơn, như là rửa bát thuê cho người ta, hay là nhặt rau bác ạ. Thế bây giờ mà tôi thèm ăn bún thang nhà chị quá, tôi biết làm nào. What? Kiều, chị làm gì đấy? Bác bình tĩnh, bác bình tĩnh. Chị Kiều ơi, chị Kiều ơi. Cái gì đâu bác? Hả? Đây là công thức bún thang tôi đã ghi sẵn vào đây rồi. Sau này ấy, bác muốn ăn bất cứ lúc nào thì cứ ra chợ mua về nấu đúng theo công thức này là được nhá. Coi như đây cũng là lời cảm ơn mà tôi cảm ơn bác đã giúp đỡ mẹ con tôi trong những năm vừa qua. Chị Kiều,
Thế chị có muốn món bún thang nhà mình được nhiều người biết tới hơn nữa không? Muốn chứ ạ. Thế chị có muốn có một cửa hàng bán hàng cố định không? Đương nhiên là muốn rồi ạ. Chị có muốn bé Long có chỗ ăn học đàng hoàng không? Đấy là ước mơ của cả cuộc đời em đấy bác ạ. Thế thì tôi sẽ giúp chị xây dựng một cửa hàng khang trang đàng hoàng. Sau đó hai mẹ con chị về làm cho tôi, được không? Bác nói thật đấy ạ? Thật. Sau khi xây xong quán, bố đợi mãi mà chẳng thấy mẹ con cậu đến. Cũng cố gắng là đi đây đi đó để hỏi, nhưng mà chẳng có manh mối gì cả. Mẹ tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi mà bà ấy mất, cũng không có kịp chăn chối điều gì cả. Chỉ nói với tôi là bằng mọi giá phải tìm được bố con Thành. Và chỉ có mỗi cái địa chỉ bà nắm chặt ở trên tay. Thế tại sao cậu không đi tìm? Tôi có đi tìm chứ. Nhưng mà khi đến đây, tôi thấy bố con cậu đã khai trương cửa hàng Linh Đình. Không hiểu vì lý do gì, tôi lại nghĩ rằng bố con cậu đã ép chết mẹ của tôi, khiến bà quá đau buồn mà qua đời. Thế cho nên là tôi đã lên một kế hoạch. Tôi phải biến tôi thành một người có rất nhiều tiền, tiếp cận cậu để có thể trả thù được cho mẹ tôi. Nhưng xem ra tôi đã nhầm rồi. Tôi mất hết rồi. Tốt rồi. Tất cả những gì mà cậu làm đều là từ hiểu lầm mà ra. Cậu hiểu rồi thì tôi cũng không truy cứu làm gì cả. Mà điều quan trọng nhất bây giờ là chúng mình làm như thế nào để cho một buổi sáng càng ngày càng muốn phát triển hơn nữa. Cậu hiểu ý tôi không? Một buổi sáng là của tôi, và một buổi sáng cũng là của cậu. Cùng với nhau phát triển nhá. Quá sợ drama, cứu 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 tôi. Như là mây che mất luôn đi bầu trời của